chết tiệt để anh ta chạy mất rồi lần sau nhất định sẽ bắt được ngựa gỗ hai ngày nay anh có xem tin tức không nghe nói giang lăng chúng ta xuất hiện một tên tội phạm quốc tế giết người thật sao đúng là thói đời khốn khổ mà ha 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 ôi chạy nhanh lên Tên ngốc kia, tất cả mọi người nghe kỹ đây, chỗ này đã được tập đoàn Thiên Loan quy hoạch rồi, tất cả mọi người cuốn gói đi nhanh. Tên nhóc kia, cậu điếc à? Đừng sợ, con vào trong trước đi. Các người dọa sợ con gái của tôi, đập hỏng bàn của chúng tôi. Lập tức, bồi lễ xin lỗi. Chiếc bàn rách nát này của cậu đang giá mấy đồng? Một tỷ. Một tỷ hecta ha ha. San bằng chỗ này cho tôi, gồm cả cậu ta nữa. Từ ngày lễ ngày Tết, tôi đốt cho cậu một tỷ. Ông ăn nói cẩn thận thì tôi còn có thể tha cho ông. Đúng là không biết sợ. Cả cậu ta và con bé câm kia. Xử lý cho tôi. Anh em lên.

cậu đừng có làm loạn chúng tôi là gỡ bỏ hợp pháp với cả lão đại của chúng tôi là đệ nhất đao kiếm của ninh vương hào kinh Cậu chỉ là một nông dân đừng tự chuốc Tôi lại. đã nói với Ninh Sâm rằng viện dưỡng lão không được gỡ. Tên quê mùa nào? Dám trực tiếp gọi thẳng tên Ninh Vương. Lão đại của chúng tôi tới rồi. Cậu tiêu đời rút ra là tên chết tiệt này. Tôi đưa cho cậu ta 20 vạn. Cậu ta mà còn đánh người. Dân thường vô năng chỉ biết thô bạo. Tiểu tử cậu rất biết đánh nhau à? Nhưng cậu động nhầm người rồi. Lập tức quỳ xuống xin lỗi người của tôi. Bọn họ ra tay trước. Tôi chỉ là phòng vệ chính đáng mà cũng phải xin lỗi. Thì ra là người của tôi không đúng. Tất nhiên thật ngại quá không chịu được, cậu có thể. Quy xuống xin bọn họ xin lỗi cậu. Mấy năm không gặp. Không ngờ sâu bọ bên người ninh sâm lại ngông cuồng như vậy. Tên ngu xuân kia. Có phải cậu không biết trời cao? Nhìn thấy không? Công trường đó trị giá một 000 tỷ. Trực thuộc tập đoàn Thanh Loan. Tập đoàn Thanh Loan là của Ninh Vương. Còn tôi là giám sát của công trình lần này. Chỉ cần đảm bảo công trình hoàn thiện, đừng nói là tôi cưỡng ép cậu, cho dù tôi đổ đất xây mộ cho mỗi người. Cũng chỉ trong cái bụng nghiêm túc cậu có thể thử xem. Mười năm chinh chiến giết cậu dễ như giết gà. Nếu đã như vậy, vậy tôi phải làm như thế nào mới có thể cứu vãn cục diện bây giờ? Tôi còn cho rằng cậu là đồ trẻ danh, cứng đầu cứng cổ, cổ cơ. Muốn tôi tha cho cậu cũng không phải là không thể. Cậu quy xuống liếm giày cho mọi người. Hai tự cắt từ chi. Ba chui qua chỗ này của lão tử Đồng ý không Được đấy Trẻ con dễ dạy Cuộc sống tạm bỡ đối với cậu mà nói Cũng là một loại tham vọng Ông nói đúng lắm Chỉ sợ có người không đồng ý Ông đợi tôi gọi điện thoại Ninh Vương Ba phút Lăn tới đây gặp tôi Bố Tuân lệnh Tôi lập tức tới Bố ai gọi vậy Xảy ra chuyện lớn rồi Đại chủ tử của Hào Kinh người cầm quyền Tô Gia lập tức chuẩn bị xe Vân. cho tôi. Ninh Vương độc tôn Hào Kinh Giang Lăng. Ngũ gia chúng tôi đại diện ông ấy, tên nông dân cậu. Cậu có thể mời đại thần nào? hôm nay lão tử nói cho cậu biết. Hôm nay ai tới cũng không được đâu. Cho dù lão thiên vương tới, ông ấy cũng phải đứng nhau mắt thôi, chống mắt lên xem. Ninh Sâm bài kiến chú ba. Ninh Vương, ông là thiên mệnh cứu nạn sao lại quỳ xuống với tên nông dân này đồ khốn khiếp mắt cầu các người mù rồi ninh vương người này chú ba ông ta là người của ông à chú ba hiểu nhầm rồi ông ta chỉ là một chân sai và thôi vậy chuyện lúc nãy các người thương lượng như thế nào thương lượng thương lượng cái gì chú ba tôi sai rồi dập dập đầu với chú Đồ khốn khiếp. Ông cũng xứng gọi chú bà hà, nói nhanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ninh Vương tha mạng Ninh Vương những chuyện này đều do Ninh Ngũ làm. Anh ta xỉ nhục Tô Hoài, còn muốn cậu ấy quỳ xuống liếm giày. Cả tự động cắt tứ chi. Và bỏ qua chân anh ta. Đúng vậy tôi đúng rồi rồi Ninh Sâm. Ông thì sao? Tôi. Lôi bọn họ ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy máu. Đi ra ngoài. Nhanh nhanh. Cậu rộng lượng đừng chấp với tiểu nhân. Vợ à. Ba năm rồi đảo cây anh đào sắp được xây dựng. Tới lúc đó tất cả hoa anh đào ở đây đều nở vì em. Tô Hoài, bài kiểm tra của Liễu Tổng đối với anh đã kết thúc rồi. Đây là thỏa thuận ly hôn khi nó từ giờ anh là liễu tổng là hai người xa lạ. Trợ lý tấu cô nói gì tôi nghe không vậy thì nói ngắn gọn cho anh hiểu. Ba năm trước liễu tổng bị tai nạn, hôn mê bất tỉnh, nhưng không chết. Cái gì? Vậy tang lễ đó là giả sao? Đều là liễu gia diễn cho anh xem, để anh chết tâm đi. Liễu tổng và liễu lão gia đã thể với nhau ba năm. Liễu tổng cho rằng, sự rời đi của cô ấy sẽ kích thích được sự phấn đấu của anh, làm lại cuộc đời anh. Cô ấy muốn quang minh chính đại dẫn anh vào liễu gia, Nhưng không ngờ rằng anh không thể không phục được. Mỗi ngày còn tồi tệ hơn một con cẩu, cho nên cô ấy vẫn chưa chết. Thu hồi lại cái tình cảm rẻ mạt của anh đi. Thứ mà liễu tổng muốn không phải cái này. Thứ liễu tổng cần là mong anh có thể giống một người đàn ông. Chẳng sợ một tháng của anh chỉ được 5.000 tệ. Cũng đủ khiến người khác ấn tượng. Cô ấy lừa tôi lâu như vậy cũng phải cho tôi một lý do chứ. Lý do, anh dựa vào gì? Nhiều năm trước cô ấy vì ở một chỗ với anh, không tiếc dạn nứt với gia tộc, còn anh anh lấy gì báo đáp? Không có gì vẫn là không có gì. Mở to mắt cầu của anh ra, phía sau lưng anh là đảo anh đào trị giá 1.000 tỷ. Tất cả là do liễu tổng sắp xếp, bây giờ cô ấy đã đứng trên vạn người. Còn anh, con chim sẻ nhỏ nhoi có thể so sánh được với đại bàng sao. Mọi người không phải người thuộc cùng một thế giới rồi, phế vật ký đi. Tình cảm nhiều năm lại có thể kết thúc bằng việc lừa đảo, ly hôn có thể, nhưng tôi cần một lời giải thích, giải thích được. Vậy thì để Liễu tổng tới xem, xem bộ dạng nghèo khổ của anh. Cô ấy sẽ thấy thế nào, đừng có tự mình rước nhục vào thân, khoảng cách giữa tôi và cô ấy không phải các người dùng mắt thường có có thể thấy được, bây giờ lập tức kêu cô ấy tới gặp tôi, tên nông dân như anh, anh có tư cách gì? Nếu Liễu Huyền Phi không xuất hiện, thì tôi sẽ không ký thỏa thuận ly hôn này. Ba năm rồi ngoài sự tự phụ không có gì kia. Anh còn lại cái gì tôi Tô hoài mặt cũng đã gặp rồi. Anh ký bản thỏa thuận ly hôn này đi, cho nên đám tang đó là giả. Liễu Huyền Phi em có biết không, ba năm này anh luôn sống trong dần vặt. Hối hận vì đã ở lại nơi chúng ta gặp nhau. Hối hận vì tối hôm đó không nên rời khỏi em. Em có biết không, Linh Nhi tối nào cũng nằm mơ gọi mẹ. Gọi mẹ quay lại, Tô Hoài. Chuyện năm đó em có nỗi khổ riêng. Em biết chuyện đó gây đà kích rất lớn với anh nhưng anh hãy coi như là một giấc mơ đi bây giờ tỉnh rồi hai người chúng ta đều cần hướng về phía trước nỗi khổ nỗi khổ của em là đẩy bố con anh đi ra xa sau đó biến mất không thấy liễu huyền phi em có nỗi khổ em có thể nói cho anh biết tô hoài anh có đủ năng lực vì em đủ rồi anh có năng lực gì chứ những thứ em cần anh đều không đưa được em không thể trông cậy vào anh một chút nào cho nên trong mắt em anh là người vô dụng như vậy vậy quà anh chuẩn bị cho em cũng không có tác dụng rồi đống sắt vụn này cả căn nhà rách nát. Là quà mà anh chuẩn bị cho Liễu Tổng sao. Tô Hoài em đã không còn là tiểu cô nương 20 tuổi. Lời tỏ tình sâu đậm của anh, nó rẻ mạc như bộ quần áo anh đang mặc, cho nên em cảm thấy anh nghèo, nên mới ly hôn với anh đúng không? Rốt cuộc anh có ký không? Nếu như em muốn thì anh ký. Huyền Phi, Linh Nhi thật sự cần một người mẹ. Anh biết em thích hoa anh đào em đợi thêm ba ngày nữa ba ngày sau hai nghìn mẫu hoa anh đào ở đây sẽ nở rộ vì em lúc đó em sẽ biết được thân phận thật sự của anh rồi thân phận thật sự ha 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 chắc anh không định nói anh là đệ nhất gia tộc hào kinh tam thiếu gia của tô gia ồ không phải nói là đứa con bất hiếu bị đuổi ra khỏi nhà tôn duệ uyên chú ba vẫn khỏe chứ ban đầu anh làm ra thủ đoạn không bằng xúc sinh ông cụ mềm lòng tha cho anh không ngờ rằng anh tính xấu không cải tới giang lăng thậm chí còn trêu chọc đại tiểu thư liễu gia tô hoài em đều biết rồi anh đừng tự rước lấy nhục nhã nữa phi nhi lúc trước anh nói với em nếu tên phế vật này biết em ở trên đỉnh là nữ tổng tài đệ nhất anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc em cũng thấy bây giờ anh ta dây dưa chính là không muốn em đá anh ta dù sao thì so sánh giữa ăn bám nhà hào môn và làm chuyển gạch ở công trường ai cũng sẽ chọn người trước em biết rồi anh dây dưa là vì muốn lấy bồi thường ly hôn đúng không em cho, em anh. cho anh trong, trong mắt, mắt em anh là người hạ tiện như vậy sao vì muốn lấy thường trước khi tới đây ông cụ đã nói với tôi rồi muốn tôi và liễu gia thân hơn chút và ông cụ liễu gia cũng đáp ứng với tôi rồi đợi các người ly hôn thì sẽ hứa hôn cho tôi cho nên em ly hôn với anh là vì nó Tùy anh muốn nghĩ sao năm trước em mặc kệ gia đình phản đối nhất định đòi kết hôn với anh nhưng hiện thực hiện thực là anh không cho được em cái gì cả anh vẫn nhớ năm đó, em nói muốn ăn vịt quay ở Bắc Thành. Anh đội mưa lái xe 30 km mua cho em. Anh mua cho em rồi em nói anh em, em đi bảy bệnh viện. Đủ rồi Tô Hoài, Tô Hoài những thứ đó không phải thứ em cần. Anh dây dưa như vậy chẳng phải là vì muốn tiền sao. Em thêm cho anh 500 vạn. Cho nên tình cảm 5 năm của chúng ta chỉ có thể dùng tiền để đo đạc sao. Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Anh vẫn nhớ em từng nói người mà có tiền thì sẽ trở nên xấu xa. Cho nên anh đã từ bỏ mọi phù phiếm. Anh ngoài thân phận thiếu gia tô ra thì thì còn thân phận gì nữa, thân phận của tôi cầu không ngửi được. Tô Hoài em không muốn nghe những điều vô nghĩa này nữa, thế này đi, Hai nghìn vạn anh lập tức ký thỏa thuận ly hôn, miếng ngọc bội này trả lại lúc anh. Lúc đó khi anh, anh tặng em, anh nói đây là vật gia truyền của nhà anh, hạo hán đế linh, tuyệt thế vô song, nhưng mà Tô Hoài nó cũng chỉ là một cục đá mà thôi. Em chắc chưa? Chắc chắn, Phi Nhi anh có một miếng ngọc đế vương, yến tiệc lâm thiện ngày mai anh sẽ cho người đưa tới, tới lúc đó giới quyền quý tụ họp. Em nhất định sẽ nổi bật nhất. Trở thành danh gia đầu bảng. Tô Hoài anh hiểu chưa? Đây là khoảng cách giữa chúng ta, khoảng cách. Chẳng nhẽ em thật sự cho rằng Liễu gia mưu đồ tứ đại gia tộc là công lao của em à? Tất nhiên không phải, Liễu gia đi tới hôm nay trở thành một trong tứ đại gia tộc Giang Lăng, ngoài tài cán của Phi Nhi gia còn có giá trị của tôi. Chẳng nhẽ chú định nói, Phi Nhi đạt được mọi thứ đều là do chú đưa? Đúng vậy. Sự vinh quang của liễu gia đều là tôi cho, còn cậu chỉ là một tiểu nhân. Tô Hoài Anh điên rồi. Anh lại dám vô lễ với Tô Công Tử. Anh cho rằng mình là ai? Là Ninh Vương giàu có một vùng à? Hay là chiến thần tuyệt thế vô song lý lâm phú? Hai người họ sách giày cho tôi cũng không xứng. Tô Hoài Anh đừng nằm mơ nữa. Anh hiện thực một chút có được không? Không cho phép các người bắt nạt bố của con. Linh Nhi, là mẹ đây. Con đi theo bố vất vả rồi. Mẹ vì con mà tìm. Bác sĩ giỏi nhất toàn thế giới con đi với mẹ nhé. Nhưng mà bố rất yêu Linh Nhi. Linh Nhi không muốn rời xa bố. Tô Hoài nếu như anh còn lương tâm, thì anh phải biết Linh Nhi đi theo anh có bao nhiêu khổ sở, trở thành trò cười của bạn học. Liễu Huyền Phi em quá đề cao mình rồi. Linh Nhi cần được chăm sóc, mà trước giờ em chưa từng cho con bé. Tô Hoài nằm mơ giữa ba ngày thì anh đứng thứ nhất. Thực lực của mình ở đâu cũng không rõ. Phế vật, Tô Liễu hai nhà liên hôn. Tới lúc đó con gái của anh sẽ gọi tôi là bố. Phi Nhi cũng là của tôi và tôi sẽ để phi nhi biết thế nào mới là người đàn ông thật sự chó là để coi nhà nếu muốn làm chủ nhân kết cục chỉ có một đó là chết tô hoài anh dừng tay lại phi nhi tên phế vật này rất vô lý vừa nãy anh nói giao con cho chúng ta kết quả tô hoài thật khiến anh thất vọng ngoài việc bất tài và ngông cuồng ra anh còn có thể làm gì nhẫn nại của tôi các người không thể đánh giá được anh cứ đợi đó đi, sớm muộn gì em cũng sẽ dẫn Linh Nhi đi. Linh Nhi con yên tâm, mẹ rất nhanh sẽ quay lại. Chú ba người phụ nữ vừa nãy thật sự là liễu huyền phi sao, bọn họ dám, thôi đi, thông báo tất cả người trong Giang Thành. Ngày mai đại lễ phong kiện tứ đại gia tộc Giang Thành, đích thân tôi tới tham gia, tuân lệnh. Liễu gia có thể lên tứ đại gia không hay không đều dựa vào một câu nói của cậu. Nếu Liễu Huyền Phi biết phong kiện ngày mai là cậu, đúng rồi chú ba bố của cậu bây giờ đang đợi tin tức của cậu ông ấy hy vọng cậu quay về bây giờ đời sau tô ra không người tô ra và tôi từ lâu đã không còn quan hệ hiểu rồi vậy cậu tự giám sát công trình hoa anh đoàn một nghìn tỷ vẫn tiếp tục tặng cho liễu ra sao tôi thấy bọn họ là một đám sói mắt trắng năm đó tứ hải làm loạn tôi dẫn quần chúng của thiên thần điện trấn áp bị thương nặng và lưu lạc tới đây là do liễu huyền phi mặc kệ mọi thứ cứu tôi mà những thứ này vốn dĩ là của cô ấy sau ngày mai hai chúng tôi không quen nhau. Những năm nay cậu vì bồi thường cho Liễu Huyền Phi. Âm thầm giúp đỡ Liễu ra, bọn họ mới có thành tựu của hôm nay. Nếu không có sự bảo vệ của cậu, thì mấy cái thùng cơm của Liễu ra, có cho nhiều bao nhiêu cũng vong ơn. Thông báo, tôi là thần bộ đệ nhất thiên thần điện, tìm kiếm tòng phạm, yêu cầu bắt giữ, tạm thời đừng bước dây động rừng lần này tôi sẽ không để anh chạy nữa chúc mừng em đã được tự do anh đã đặt nhà ăn trên du thuyền chúng ta đi cùng nhau nhé tô tổng chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác làm ăn là anh mạo muội rồi em biết mà anh vì muốn tốt cho em đối với bữa tiệc tối mai sẽ quyết định địa vị kinh tế liễu gia nhưng mà em yên tâm chủ trì yến tiệc tối mai ninh vương và bố anh có giao tình cũ tới lúc đó anh sẽ giới thiệu cho em có ninh vương và tô ra giúp đỡ đại lễ của liễu gia nhất định sẽ rất danh môn thịnh vượng. Tới lúc đó em cũng sẽ đứng trên đỉnh của sự nghiệp. Ý của Tô Tổng là, chuyện ngày mai sẽ không có sai sót gì. Em đã rời khỏi tên phế vật kia, vậy chúc em đi trên con đường suôn sẻ. Nhưng liễu ra tới ngày hôm nay, vẫn chưa nhận được thiệp mời. Chuyện nhỏ này giao cho anh. Tô Hoài à Tô Hoài. Anh chỉ có một nửa năng lực như Tô Duệ Uyên, hai người chúng ta cũng không đi tới ngày hôm nay, sao lại lại không có năng lực như vậy chứ? Phi ừ. Nhi, con đã ly hôn với tên phế vật kia chưa? Đúng vậy, được lắm. Không còn gánh nặng này, chúng ta mới có thể chắc chắn lấy được quyền quản lý kinh doanh Liễu Gia. Đại lễ ngày mai liên quan tới tương lai của chúng ta. Không cho phép chuyện gì xảy ra. Nếu như con khiến Liễu Gia ngồi lên vị trí tứ đại gia tộc Giang Lăng, bố sẽ cho con làm nhân quyền quý thật sự. Linh Nhi mẹ con và bố mới có cơ hội quay lại gia tộc. Bố yên tâm, con sẽ không làm bố thất vọng đâu. Được. Linh Nhi con sắp được về nhà với mẹ rồi. Tam thiếu gia bố tôi đang thu xếp ổn thỏa cho Linh Nhi. Nửa tiếng nữa sẽ tới. Liễu Tổng, thạch cao ra chó này theo tận tới đây. Thật là da mặt dày vô sỉ. Tôi và anh ta đã kết thúc rồi. Cô cho rằng cô và anh ta đã kết thúc nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Rác rưởi anh tới đây làm gì? Liễu tổng của chúng tôi đã kết thúc với anh rồi. Anh đừng có giống như tên khốn. Bám mãi không đi. Chẳng nhẽ anh thật sự muốn tình cảm giữa hai người. Bị ám mùi hôi thối. Giống như miếng anh mới từ bỏ. Giữa chúng ta vẫn còn tình cảm sao? Đúng vậy. Loại rác rưởi như anh. Trong mắt đều là bẩn thỉu. Anh ngoài việc dùng đứa bé để giữ chân liễu tổng. Anh còn biết làm gì nữa? Nói đi, sao hai người có thể trà trộn vào đây được? Ai nói tôi trà trộn vào? Đại Yến hôm nay những người ở đây đều có giá trị bản thân trong 10 tỷ. Tên nông dân như anh lấy đâu ra tư cách? Tô Hoài đây không phải là nơi mà anh có thể tới, nhưng lúc tôi vẫn chưa gọi bảo vệ tới. Đuổi anh đi thì anh nhanh đi đi. Tôi quang minh chính đại tới đây, ai dám đuổi tôi? Quang minh chính đại. Phế vật à, chú thật đúng không biết xấu hổ. Nếu như không phải người đông bảo vệ phân tâm. Dựa vào chú cũng xứng. Ở đây à? Ha ha tôi nhìn thấy loại người này rồi. Ăn xin, ở đâu có người là xuất hiện, chú nói cho tôi biết chú muốn làm gì, tôi đều có thể bố thí cho chú. Thứ tôi muốn cậu không đưa được. Tô hoài rốt cuộc anh muốn gì. Ngày hôm nay rất quan trọng với liễu gia chúng tôi. Tôi đồng ý cho anh thì một phần cũng không thiếu. Anh nhanh chóng rời đi. Liễu Tiểu Thư thật hào phóng. Đáng tiếc cô không biết. Tất cả những thứ cô có đều là tôi cho. Chỉ là tôi không nói thôi. Anh phải bướng bỉnh như vậy sao? Phi Ni vẫn chưa nhìn ra được chú ta chính là một người có lắm nhiều hơn nữa. Cho mặt mũi mà không cần bảo vệ. Đợi đã, Tô Hoài anh nói thật đi. Phải làm sao anh mới chịu thỏa hiệp? Anh mới có thể giao con cho tôi. Tôi thấy người không chịu thỏa hiệp là cô đó. Liễu tiểu thư đừng có tính toán gây sự. Một người đàn ông từng yêu cô sâu đậm phải biết rằng liễu gia cô có được như ngày hôm nay. Đều nhờ anh ấy, vị tiểu thư này nói rất đúng. Nếu không phải ban đầu tôi rời bỏ anh ta, tôi sẽ không trở thành bản thân của hôm nay. Nhà của cô, liễu gia vốn dĩ chỉ là một nhà bình thường, không ai biết đến, bất ngờ đạt đến đỉnh cao. Ngay cả Hào Kinh Đinh Gia và các học giả cũng phải đối đã bằng con mắt khác. Cô không nghĩ là vì sao à? Tất nhiên. Còn không phải vì tôi à? Phi Nhi đừng đơn thuần quá. Lời của tiểu nhân không đáng tin. Tôi hoài chuyện tới đây thôi. Tôi không muốn vạch trần lời nói hoang đường của chú. Hôm nay là ngày phong kiện danh môn của Liễu Gia. Anh nhất định phải xuất hiện ở đây. Trừ phi muốn Liễu Gia rơi vào vực thẳm. Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Cho cho rằng như vậy à? Liễu Tổng anh ta mượn sự nhân tới thể hiện sự bỉ ổi của mình thì cũng thôi đi. Loại người như anh ta, trời sinh bỉ ổi. Nếu không sao lại bị hào kinh tô ra. Vứt bỏ chứ. Ô nói tới đây, tôi nhắc nhở một câu. Các người có biết tại sao Tô Hoài bị đuổi ra Tô ra không? Ban đầu Tô ra một nhà mười mấy tướng quân thiên hạ vô song. Nhưng tới nhánh này, khiến người khác mất mặt, sinh ra một tên phế vật không bằng xúc sinh. Mọi người đón xem. Tên phế vật này là ai? Chính là Tam Thiếu Gia Tô Gia. Tô hỏi chú đó. Phế vật sao chú vẫn chưa chết đi? Một đám chuột chết. Vô dỉ như vậy, mắt chó của các người nhìn rõ. Đứng trước mặt các người là nờ. Khốn khiếp cô dám đánh đánh anh là còn nhẹ đấy. Anh có tin tôi cắt lưỡi anh không? Tên phế vật kia, cũng có bản lĩnh đó, nhanh vậy đã đổi được một mỹ nhân. Cô nương tôi thấy cô đơn thuần nên không so đo với cô, nhưng tôi khuyên cô tiêu nhân vô sỉ. Đừng để lúc đó bị lừa tiền lừa sắc, khóc cũng không tìm thấy bố. Có mắt như mù, anh không hiểu, người trước mặt anh đây là sự tồn tại như một vị thần. Nếu anh ta là thần, tôi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Cô có biết tôi là ai không? Mặc kệ anh là ai, so sánh với anh ấy anh chỉ là con kiến. Đủ rồi Tô Hoài các người nhanh chóng rời khỏi đây nếu không lát nữa tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ các người ra liễu tổng tốn lời với bọn họ làm gì bảo vệ đâu tống cổ bọn họ ra Ai không có mắt? Ngay cả thiếu gia của tô gia cũng dám động. Thì ra là hứa nhị gia. Chê cười rồi, hai người này xuất hiện sỉ nhục vị hôn thê của tôi. Tôi nói lý với họ, bọn họ còn đánh tôi ha ha ha. Thật vô lý mà anh em. Ai dám làm vậy? Nhị gia người đó tên tô hoài. Tên nhóc vận chuyển gạch này, yến tiệc hôm nay có tên anh ta không? Trà trộn vào, giống yến tiệc hôm nay người tới đều là quyền quý lại xuất hiện con mèo thật sự khiến người khác khó mà phát hiện thì ra là vậy đã lén lút trà trộn vào đây thì thôi đi lại dám ra tay đánh tô thiếu gia cô có biết khách quý quan trọng nhất buổi tiệc hôm nay chính là tô công tử tô thiếu gia anh đừng tức giận loại hàng phế phẩm như anh ta dùng phương pháp cũ của chúng ta quỳ xuống với công tử liếm sạch nền nhà nếu không tôi gọi người vào giết anh. Tô Hoài là chồng cũ của tôi, anh ta thật sự rất vô sỉ. Xin anh dơ cao đánh khẽ tha cho anh ta. Tô Hoài còn không xin lỗi nhị ra. Tôi sợ cửu tộc của anh ta khánh gánh tết nhà quê này ở đâu ra vậy? Dám không nể mặt nhị ra. Thì ở Giang Lăng này chưa từng có ai đâu. Anh nghe rõ chưa? Thì ra anh ta là chồng cũ của Liễu Huyền Phi. Nhưng mà Liễu Tổng Quốc Sắc Thiên Hương là nữ tổng tài trăm tỷ mới nổi. Sao lại có loại chồng ngu xuẩn như này? Đúng là xui tám kiếp. Khốn khiếp có phải đầu anh bị úng nước không? Người đau lôi con chó không biết sống chết này. Ra ngoài sông cho tôi. Tô Hoài còn chưa chịu xin lỗi. Cục diện bây giờ tôi không thể khống chế được rồi. Nếu anh không xin lỗi, thì anh và người yêu của mình. Phế vật, Liễu Tổng đã rất tử tế với anh. Tự anh tìm chết thì đừng trách người khác. Tô Hoài. Thế giới của anh và tôi đã bị đảo lộn. Tiền quyền người anh đều không có. Còn còn rùa rụt dù cổ nằm cả đời không thơm còn muốn lò đầu ra đấu với tôi. Ha ha xem đi đây đều là người của tôi. Anh thắng tôi kiểu gì? Anh thật sự cho rằng vậy à? Tôi thấy thế nào không quan trọng. Quan trọng là anh sẽ thua rất thảm. Con rùa kia anh quỳ hay không quỳ? Sống chết chọn cái nào? Khốn khiếp. Tôi cho anh mặt mũi mà anh không cần. Không biết sống chết. Người tôi chặt anh ta thành từng mảnh làm mồi cho cá dưới sông. Tôi xem ai dám. Tiểu nha đầu, tôi hôm nay nể thể diện của tô công tử không đánh nữ nhân, đặc biệt là tiểu cô nương dung mạo mỹ miều như hoa giống cô, nhưng cô đừng ép tôi phá lệ. Anh động không nổi tôi đâu, cũng không bao giờ động vào được anh. Anh ta là ai? Anh ấy là công tử Hào Kinh và tuyệt thế vô song của đại sư. Một tên nông dân lại biến thành thiên hạ đệ nhất. Tiểu thuyết Huyền Huyễn cũng không dám viết như vậy, cô nương à diễn viên cô chọn. Kỹ thuật được lắm. Nông dân thì sao? Các người chỉ biết dùng tiền để đánh giá giá trị của một người, nhưng tôi ở đây, một người nông dân bình thường so với các người. Đám ngu xuẩn này thì còn cao quý vạn lần. Thế vậy chỉ có thể lừa trẻ con. Cô không biết tính cách của anh ta, về hỏi chú của cô, năm đó đã xảy ra chuyện gì nghịch tử Tô gia. Người này đã từng giết anh trai và bắt chị dâu mình. Nghịch tử mất nhân tính của Tô gia. Thì ra anh ta chính là tên xúc sinh đó. Anh là tên xúc sinh đó sao? Tôi nói không phải thì cô tin không phế vật còn giả hoạt. Năm đó máu chảy trong tuyết. Người thiếu niên 15 tuổi đứng trong vũng máu. Bên cạnh là xác chết của anh cả và anh hai. Quần áo của hai chị dâu không nghiêm chỉnh. Kêu không thành tiếng. Xúc sinh, ly hôn với anh là sự lựa chọn chính xác nhất của đời tôi. Tô Hoài ở đây có 5.000 vạn. Cầm chiếc thẻ này rồi trả Linh Nhi cho tôi. Từ giờ đừng xuất hiện ở Giang Lăng nữa. Nhìn thấy anh là tôi buồn nôn. Cô thà tin lời của đám chó điên, cũng không nguyện tin tôi một chữ nào. Liễu Tổng đã rất nhân từ với anh rồi, anh còn không cút đi. không vạn liễu đại tiểu thư quá hào phóng rồi, nhiều tiền vậy cho dù vất cho ăn mày. Còn hơn là đưa cho tên xúc sinh tô hoài này giết anh làm nhục chị dâu, thịt nát xương tan cũng không đủ quá dễ cho anh ta rồi, muốn đi cũng được. Nhưng mà tên súc sinh này quỳ xuống ăn hết đồ, sau đó dập đầu với tô công tử, thì tôi mới suy nghĩ tới chuyện tha cho anh. Hứa nhị ra anh thật sự cho rằng mình có tư cách chèn ép tôi. Tất nhiên rồi, tôi nói với anh về nguồn vốn của tôi nhé. Hứa mẫu tôi đã ở Giang Lăng 40 năm. Hắc bạch đều ăn. Một nghìn tỷ đào cây hoa anh đào là do tôi và liễu gia hợp tác hoàn thành. Cho dù ninh vương tới cũng gọi tôi một tiếng lão đệ. Tôi hỏi anh nguồn vốn này của tôi đã đủ chưa? Vĩnh viễn không đủ. Phí lời với anh ta làm gì? Nhanh gọi người của anh tới lôi anh ta ra. Yến tiệc hôm nay có rất nhiều khách quý. Lát nữa ninh vương cũng tới. Đừng để tới lúc đó làm hỏng chuyện của tôi. Người đâu? Tôi thấy các người có phải ăn tim hùm gan? Tam thứ gia là bạn lính của bố tôi. Các người ai dám động vào một sợi lông của anh ấy? Ninh gia tôi diệt muôn các người cô nương này là người của ninh vương cô và ninh vương có quan hệ gì tôi là ninh vũ bố tôi là tần sơn vương ninh sâm đại tiểu thư ninh gia ninh vương là anh cả của tôi ông ấy có Hai chúng ta là người một nhà cô xem chuyện này xảy ra anh ta cũng không đúng mà cho tôi mặt mũi tôi công tử chuyện này bỏ qua có được không qua hay không qua không phải ông có thể quyết tam thiếu gia mời anh nói muốn xoa so dịu thì cũng được anh quỳ xuống Liến sạch thì tôi có thể suy nghĩ tới việc bỏ qua. Tô Hoài tên phế vật này, anh muốn nhị ra quỳ xuống liếm rượu. Người này đúng là không biết sống chết. Lại dám chèn ép hứa nhị ra, anh ta dựa vào có tiểu thư ninh ra chống lưng, cho nên mới dám làm loạn như vậy. Tôi nói sao anh dám ngu cùng như vậy, thì ra là dựa vào ninh ra. Súc sinh vừa nãy tôi tha cho anh một con ngựa, là tôi nể mặt tiểu thư ninh ra. Anh không biết điều, còn đòi cưỡi lên đầu tôi. Anh là cái thá gì? Đừng gấp tôi vẫn chưa nói xong. Anh liếm sạch nó. Tôi có thể giữ lại cho anh nữa cái thật thú vị. Tên súc sinh này sắp lao thủng trời rồi. Nhị thiếu sắp phát điên rồi. Ninh đại tiểu thư cũng không thể bảo vệ anh ta. Có phải anh chưa tỉnh ngủ không? Có biết mình đang nói gì không? Còn anh quỳ xuống bỏ một vòng. Sau đó giải thích rõ ràng chuyện vừa nãy anh bị ra. Tô Hoài Anh gây chuyện đủ chưa? tôi không biết sao anh vịn vào được ninh gia nhưng có người không bận tâm về quá khứ của anh thì anh nên an phận thủ thường liễu tiểu thư cô hiểu lầm rồi yến tiệc này là ninh gia tôi tổ chức vì tam thiếu gia đừng nói là anh ấy muốn một con chó quỳ xuống cho dù là giết cũng được ninh vũ cô còn nhỏ tôi không chấp với cô nhưng lời vừa rồi nếu để ninh vương nghe thấy cẩn thận quan hệ giữa hai người không tốt thật không Bố vừa nãy bố đều nghe thấy rồi chứ. Vậy ý của bố thế nào? Bố tôi nói, sẽ lập tức rút khoản đầu tư vào hứa ra. Ngoài ra lấy danh nghĩa tập đoàn Thanh Loan phong sát hứa ra. Cô đang đùa đấy chứ. Trong vòng một tiếng hứa ra sẽ được xóa sổ khỏi Giang Lăng. Còn ông sẽ là một tên phế vật. Ninh Vương là đại ca của tôi. Luận về vai vế cô phải gọi tôi một tiếng chú hai. Nhị thúc vừa nãy làm không đúng. Tôi bù đắp cho cô. Còn anh nữa. Tô Hoài. Xin lỗi, được rồi chứ. Nhưng ra nuôi ông ba năm là để ông đứng nói chuyện với tôi à? Quỳ xuống. Vâng, cháu giá. Chẳng phải chú cũng là vì muốn tốt cho cháu sao? Tên tiểu tử này. Chó lợn không bằng. Chú là sợ sau này cháu hối hận. Đồ mù. Đến bây giờ cũng không cải. Ninh tiểu thư, hứa nhị ra không sai. Ông ấy là muốn tốt cho cô. Cô không hiểu tên phế vật này, nên mới bị lừa. Đúng vậy, Ninh đại tiểu thư cháu vất vả. Ý của anh là tôi sai. Ninh Tiểu Thư à Ninh Tiểu Thư, tập đoàn Thanh Loan cũng có một trên ba cổ phần tô thị. Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi ở đây. Cô không động vào hứa nhị ra được đâu, một đứa con nuôi khác họ. Cũng coi mình thành chủ tử của tô già, mà chủ nhân thật sự đang đứng ở đây. Cô nói anh ta sao? Ha ha, 10 năm trước anh ta bị đuổi ra khỏi tô gia. Bây giờ anh ta là một con chó đi lạc. Ai là chủ nhân, ai là chủ sắp biết ngay thôi. Anh chắc chắn muốn đấu với tôi. Anh sai rồi là anh không có tư cách đấu với Tam Thiếu Gia. Thế sao? Vậy tôi chống mắt lên xem Tam Công Tử của Tô Gia. Là dạng gì? Người đâu? Đồ trong đây trị giá một tỷ. Tôi cho anh hai sự lựa chọn. Thứ nhất quỳ xuống xin tôi. Tôi có thể thưởng cho anh. Thứ hai tôi cho người của tôi đập chết anh. Thế nào phế vật? Chọn đi. Tô công tử ra tay cũng thật hào phóng. Sự lựa chọn đơn giản như vậy, tên ngốc cũng biết chọn, cầm tiền rời đi, cầm một tỷ phát cho tên phế vật này. Tôi không nghe nhầm đó chứ? Tôi thấy đừng nói là quỳ xuống. Cho dù làm chó cả đời cho tô công tử, tô hoài anh sẽ không do dự đó chứ? Tôi đã cho anh quá nhiều rồi. Bây giờ tôi hỏi anh, ai là chủ nhân, ai là chó? Tô anh hoài đã đạt được mục đích rồi, một tỷ như anh mong muốn. Trong mắt cô tôi vô sỉ vậy sao? một tỷ có thể khiến tôi cúi đầu. Tên phế vật này, có biết vì sao tôi hào phóng với anh như vậy không? Tôi muốn tất cả mọi người biết. Tôi công tử tôi mới là thiên hạ đệ nhất. Đập chết một con kiến. Tôi ra 10 tỷ. Mua mạng anh. Ha ha tôi không nghe nhầm chứ. Nếu anh có thể lấy ra 10 tỷ thì tôi tùy anh xử lý. Nếu anh có thể lấy ra 10 TIR, tôi sẽ làm cháu trai anh cả đời. Ha ha. Vậy như anh mong muốn. Trong vòng một phút đưa 10 tỷ tiền mặt tới đây, thời gian của tôi rất quý báu. Anh kéo dài thời gian chẳng qua là muốn có sự đồng tình của mọi người. Đáng tiếc ở đây không ai đồng tình với anh. Tô Hoài tôi biết chuyện ly hôn của chúng ta là đà kích rất lớn đối với anh. Nhưng anh cũng nên thức thời. Hai chúng ta không phải người cùng một thế giới. Kết cục cũng sẽ không ở cùng một chỗ. Anh long tranh hổ đấu. Sau cùng chỉ có thể chết không chỗ chôn Không quỳ đúng không? Được. Tôi tuyên bố vở kịch này kết thúc. Hứa nhị ra tôi chơi đủ rồi. Người đâu? 10 tỷ tiền mặt tới rồi. 10 tỷ tới. Chủ nhân 10 tỷ tiền mặt một đồng cũng không thiếu. Mười tỷ tiền mặt, còn là đô la Mỹ nữa, còn phong khoáng hơn cả tô công tử. Đô la thật, nhiều tiền như vậy anh lấy từ đâu ra ăn trộm, đi cướp. Tô Hoài, 10 tỷ đô la đã tới hại các người, tự làm chó đi, phế vật muốn tôi làm chó. Chỉ dựa vào các người nằm mơ đi, người đâu bắt bọn họ lại, hứa nhị ông không chịu thua thì thôi, bây giờ còn dám cắn chủ, ông chán sống rồi đúng không, nhưng đại tiểu thư. Cô vì một tên trai bao mà cắt đứt đường sống của tôi. Hôm nay tôi nhất định phải giết anh ta. Sau đó tại tội với Ninh Vương sau. Tất cả là vì muốn tốt cho cô. Còn không xử lý anh ta cho tôi. Ninh Vương tới. Con cẩu này làm loạn yến tiệc. Còn có mưu đồ với lệnh thiên kim. Tôi đang định dạy bảo anh ta, chút giận thay cháu gái chúng ta. Con cẩu à, anh nói anh ấy à. Tất nhiên rồi đại ca, anh ta là nghịch tử của Tô Gia. Phạm tội không thể tha, Bây giờ lừa dối đại tiểu thư, thậm chí hại tô công tử. Tôi đang định phế anh ta ném vào trong hồ. Làm gương cho người khác, hứa nhị ra nói không sai, tên phế vật này làm phiền vị hôn thê của tôi. Cho nên tôi khuyển quý thiên kim. Tốt nhất là tránh xa một chút, đại ca anh thấy tôi xử lý chuyện này có chỗ nào chưa thỏa đáng, tôi bắt một nhà bọn họ lại. Cha tấn nghiêm, cái gì? Ý của anh là còn muốn động vào người nhà cậu ấy, đừng trách tôi độc ác đối phó với bọn hôi hám này thì phải dẫm anh ta dưới chân, diệt trừ hậu họa về sau. Đồ mắt mù, sen ra phong sát hứa ra là đã quá nhẹ rồi. Đại ca em cũng chỉ là nghĩ cho ninh tiểu thư tôi, cặn bã như tô hoài rất định phải loại bỏ, nếu không anh ta rất định sẽ làm hại ninh gia. người đâu lưu đầy gia tộc hứa thị tới phía tây. Đánh gãy hai chân hứa nhị, ngâm đường. Cái gì đại ca, có phải có hiểu lầm gì không? Đại ca tôi theo anh 20 năm, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Bác Ninh, nể mặt bác và bố tôi quen biết lâu năm, có thể tha thứ cho hứa ra một Bởi con vì tên phế vật này, chúng ta náo loạn dẫn đến không vui vẻ, cũng rất mất mặt. Anh là cái thá gì? Xứng nói giao tình với tôi, còn cả anh đi theo tôi 20 năm rồi, nên biết tính cách của tôi. Anh có biết cậu ấy là ai không? Có biết cậu ấy có địa vị như thế nào ở đại sở không? Tôi không biết, anh ta từng rất nổi tiếng, nhưng bây giờ chỉ là một món hàng phế vật ngu xuẩn. Các người cho rằng, chỉ là chú ba coi thường quá khứ, vứt bỏ danh phận sao. Tôi sợ tôi nói ra. Các người thần hồn bạt phía. Tô Hoài còn có thân phận thứ hai, được tôi biết rồi. Đại ca, thì ra từ lâu anh ta đã ở một chỗ là tiểu đệ có mắt như mù. Không nhận ra đây là con rể của Ninh Gia, để tôi xin lỗi anh ta. Muộn rồi, tới đây lôi hứa nhị ra này ra ngoài. Đại ca tôi sai rồi anh đừng như thế Đại ca Tô Hoài Hứa nhị ra dù sao cũng là anh em của Ninh Gia Anh làm như vậy không sợ thuộc hạ của ông ta giết anh à Bây giờ tới lượt anh rồi Tô Hoài anh vịn vào thiên kim Ninh Gia Lại có ngọn núi to như Ninh Vương Đúng là anh có tư cách đứng ở đây Nhưng mà anh nghĩ cho kỹ đi Anh chỉ là đồ thừa thái Đối với tôi Sớm muộn gì tôi cũng chơi chết anh Tô Hoài Hứa nhị ra là quý tộc Giang Lăng anh nhất định phải giết anh ta sao? Loại người như anh mượn uy phong của người khác tự cho mình là anh hùng, có phần quá tự phụ ức hiếp người khác rồi. Nhị gia đã nói sẽ bỏ qua cho anh. Tô công tử cũng dơ cao đánh khẽ với anh. Tô Hoài anh thu tay lại đi. Thu tay, cô có tư cách gì khuyên anh ấy thu tay? Ninh Vương, liễu gia tôi là một trong tứ đại gia tộc mới nổi của Giang Lăng. Cho dù là quá khứ hay bây giờ, tôi đều có quyền khuyên Tô Hoài. Để anh ta không tiếp tục sai lầm Không quá đáng chứ. Ninh Vương quên mất không giới thiệu. Đây là vị hôn thê của tôi. Liễu gia ở yến tiệc lần này chính là khách quý thứ nhất. Tên tiểu tử này, cậu có tư cách gì thay mặt Tô Gia? Liễu tổng danh hào tứ đại gia tộc có người có thể cho? Có người lấy cũng không lấy được. Ông đang muốn đối đầu với Tô Gia chúng tôi đúng không? Cậu là đứa con nuôi của Tô Gia thì có gì đăng cụ đã già rồi. Tất cả mọi chuyện trong Tô Gia đều do tôi và bố tôi quản. Cái tát vừa giờ của ông là đang tát vào mặt Tô Gia. Ông không sợ ngày sau Tô Gia báo thủ sao? Con nuôi của Tô Gia rất được. Cậu, có tin bây giờ tôi phế cậu. Ông có ý gì? Muốn đối đầu với Tô Gia chúng tôi đúng không? Tôi Ông nói đánh tôi hai cái này tôi nhất định sẽ trả. Đứng lại tôi cho cậu đi chưa? Phế vật anh còn muốn làm gì? Hôm nay tôi nể mặt ninh vương tha cho anh. Ba ngày sau tôi dẫn người tới nhặt sắc na. Tôi hy vọng tính cách của anh có thể giống với khẩu khí của anh. Làm gì đó thả tôi ra. Cực thì phải chịu thua tôi kêu bọn họ. Tôi nói rồi lấy 10 tỷ mua mạng của anh. Tôi có thể giảm giá cho anh. Cắt đứt ba ngón tay của anh trước. Xúc sinh. Tô gia sẽ không tha cho anh. Tô hoài. Tô công tử là người thừa kế duy nhất của Tô gia Hawking, Kinh. Anh không thể ra tay với anh ta. Anh sẽ rước họa vào thân. Tô gia không người. Cho cậu thành hùng. Mười năm trước, Lão ra thả lưới tha cho một cái mạng chó. Bây giờ tô ra do bố con tôi cầm quyền anh dám động vào tôi. Tôi sẽ sát anh. Tôi rất mong đợi. Phế vật anh đánh đi. Liễu Huyền Phi chẳng phải cô muốn biết. Hôm nay tại sao tôi tới đây? Vậy bây giờ tôi nói cho cô biết. Liễu ra các người có được ngày hôm nay đều dựa vào tôi âm thầm giúp đỡ. Mà tôi làm những chuyện này đều là vì bồi thường ân tình năm đó. Bây giờ tôi tuyên bố tập đoàn Thiên Loan, đảo Hoa Anh Đào giá trị 1.000 tỷ. Chuyển qua danh nghĩa của Liễu Huyền Phi, từ nay về sau, hai chúng ta hết nợ. Anh có tư cách gì ra lệnh cho Thiên Loan thật sự cho rằng mình là người nắm quyền ở Tô Gia sao? Cậu nói đúng rồi. Đây là người nắm quyền của Tô Gia, Tô Duệ Uyên. Chắc là cậu không biết, nhiều năm về trước, lão gia Tô Gia đã giao một trên ba cổ phần tập đoàn Thiên Loan chuyển nhượng cho chú ba, chỉ là chú ba không quan tâm. Ông nội không thể nào dung túng cho tên súc sinh này. Tô Hoài Anh thật sự là người nắm quyền của Tô ra sao? Bây giờ cô tin rồi chứ? Phi Nhi đừng nghe anh ta nói linh tinh. Anh ta là một tên khốn vô liêm sỉ. Thật là ẩm ý. Người đâu cắt lưỡi anh ta cho tôi. Dừng tay. Giang lăng tứ đại gia tộc bái kiến Tô Công Tử. Cuối cùng các người cũng tới rồi. Bác sĩ băng bó cho Tô Công Tử. Ninh Vương bớt tức giận. Tô Công Tử là người thừa kế chính thức của Hào Kinh Tô Gia. Ông vì tên phế vật này mà sỉ nhục cậu ấy. Thực sự có chút không công bằng. Diệp ra tôi là một trong tứ đại gia tộc. Không phục, Tô Hoài. Một con kiến mà dám cùng với Tô Công Tử Hào Kinh, so sánh. Ninh Vương ông suy nghĩ kỹ, nếu Ninh Vương cố chấp muốn phế Tô Công Tử. Vậy thì xóa sổ chúng tôi trước đi. Nếu không tứ đại gia tộc Giang Lăng chúng tôi, rất khó ăn nói với Tô Lão ra. Tóm lại là một cái chết, hỗ sược. Các người lấy Tô Lão ra tới để ép tôi à? Không dám, không dám. Tôi biết Ninh Vương ông là hoàng thân quốc thích cho nên không dám phạm sai lầm, nhưng vẫn phải nhắc nhở ông một cậu, Tô Dệ Uyên vẫn là người cầm quyền của Tô Gia. Chúng tôi không muốn đắc tội ông, nhưng càng không muốn đắc tội Tô Gia. Các người vẫn muốn bảo vệ cậu ta đúng không? Ninh Vương bớt giận. Đúng là bọn tôi cần bảo vệ Tô Công Tử, cũng phải làm chủ cho cậu ta. Diệp Gia Miễn Cưỡng có thể đại diện tứ đại gia độc Giang Lang nói một câu, Tô Hoài. Anh đối xử với Tô Công Tử vậy thật không biết điều. Tôi khuyên anh, bây giờ ngoan ngoãn bỏ tới đây để Tô Công Tử xử lý. Tôi sẽ khiến anh mất xác. Tô Hoài, chẳng phải anh rất giỏi à, hôm nay tôi sẽ tháo lớp mặt nạ của anh để mọi người biết anh là đồ rách nát, bây giờ tứ đại gia tộc đều ở đây. Anh thử động vào tôi xem, hôm nay chính là ngày dỗ của anh. Ngày mai sẽ là ngày dỗ của con nhóc cầm kia. Tô Hoài, anh dám đối xử như thế với Tô Công Tử, không biết sống chết. Tô Hoài anh điên rồi đúng không? Ninh Vương tên Tô Hoài này dựa vào thân phận con rể của ông. Ông cũng không thể để anh ta làm loạn như vậy được. Lúc đầu yêu cầu hứa nhị ra quỷ xuống bây giờ lại phế Tô Công Tử. Anh ta đang thách thức giới hạn của chúng tôi. Ninh Vương hôm nay ông không thể bảo vệ anh ta. Đồ có mắt như mù. Đừng nói là phế cậu ta. Cho dù giết. Thì có sao? Các người, chẳng nhẽ thật sự muốn lộ diện vì một con chó sao? Đúng là chán sống rồi. Ninh Vương chúng tôi không có ý đó, nhưng anh ta đánh Tô Công Tử. Chúng tôi nhất định phải đòi lại món nợ này. Anh muốn thế nào? Không cần cái khác. Ít nhất là giữ lại hai cánh ta. Này! Ngoài cái này ra, còn cách khác không? Cũng có. Bỏ mạng lại đây. Được, danh hiệu con rể cũng là do ninh vương cho anh ngày nào đó ninh tiểu thư chơi chán rồi thì sẽ vứt đi hôm nay để lại hai cánh tay đã là rẻ cho anh rồi đó anh chỉ là con rối chủ nhân rơi chán rồi sẽ vứt anh đi tới lúc đó anh nghèo nàn đừng có nói hai cánh tay cho dù mạng của nhà anh cũng khó giữ được tôi cho các người cơ hội chuộc lỗi các người lại uy hiếp tôi không phải uy hiếp đây là sự thật tôi hiểu các người không có thuốc cứu chữa. Tô Hoài muốn anh nhận sai khó thế sao? Anh ở trước mặt bao nhiêu người? Tôi biết anh có ý gì, anh muốn nói cho tôi biết anh rất tinh anh và có năng lực, đúng không? Nhưng anh có suy nghĩ tới cảm nhận của Linh Nhi. Nếu để con bé biết bố nó vô sỉ như thế, con bé sẽ rất tuyệt vọng. Liễu Huyền Phi, Liễu Gia Cô có thể bước chân vào đều dựa vào một câu nói của tôi. Cô có biết trong nháy mắt bọn họ đều đầu hàng tôi? Dựa vào một câu nói của anh, anh đừng đùa nữa. Anh cũng không tự nhìn lại bản thân mình đi. Anh cho rằng anh chui từ động chó vào đây, thay bộ quần áo mới. Là có thể giống chúng tôi à? Trong mắt tôi anh không bằng cả một chú hề. Anh thật sự muốn đắc tội với tất cả mọi người sao? Anh có nghĩ tới Linh Nhi? Con bé sinh ra vừa câm vừa điếc đã đủ đáng thương rồi. Anh còn muốn con bé mất đi bố sao? Tờ ngân phiếu chống này anh cầm đi. Mặc kệ anh điều bao nhiêu liễu huyền phi tôi đều cho anh. Liễu Huyền Phi Chuyện tới nước này Cô vẫn ngu muội Là do tôi ngu muội hay do anh làm càn làm bậy Tôi không biết anh dùng thủ đoạn bỉ ổi nào víu lấy ninh ra Có phải lúc đầu chúng ta quen nhau Cũng là do anh bày mưu tính kế đúng không Hôm nay là yến tiệc của Liễu gia tôi Náo loạn như thế này Đây chính là quà anh tặng cho tôi sao Bây giờ tôi nói cho cô tại sao đảo hoa anh đào trồng 2.000 mẫu hoa. Bởi vì ban đầu cô nói một câu, hoa nở trên đường, có thể từ từ đoàn tụ. Cô lừa tôi 3 năm, một câu giải thích cũng không có, sau đó biến mất không tung tích. Cô có biết 3 năm nay, mỗi phút mỗi giây tôi đều nghĩ, tôi còn có thể làm gì cho cô. Chưa kể tôi hoàn toàn giúp đỡ liễu ra cô, chỉ riêng yến tiệc 10 dặm trang nghiêm này. Đều là chuẩn bị cho cô. Nhưng cô thì sao? Hận tôi khinh thường tôi ném tôi đi như một con gà. Ngay cả Linh Nhi, cô đã từng làm tốt nghĩa vụ của người mẹ chưa? Cô không xứng ở bên con bé, Liễu Tổng. Không phải người phụ nữ nào cũng hạnh phúc như cô. Tôi thừa nhận tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tam thiếu gia. Nhưng thử hỏi trên thế giới này có người phụ nữ nào không hiểu lý lẽ cưỡng ép anh ấy như vậy. Còn cô không hề biết. Bây giờ cô vẫn không tin sao. Giấc mơ của anh không phải thật sự rồi. Anh sống ở thực tế đi. Anh đừng khiến Ninh Đại Tiêu Thư đối xử tốt với anh như vậy lại phải miễn cưỡng giúp đỡ người khác. Thực ra bọn họ rất khoan dung độ lượng. Chỉ cần anh xin lỗi nhận sai, họ sẽ tha thứ cho anh. Liễu Tổng thật độ lượng. Chúng tôi đều nể mặt Ninh Vương, cho nên vẫn nhịn, tuy rằng bảo đại bàng không đấu với chim sẻ. Nhưng anh ta làm thương Tô Công Tử, chúng tôi nhất định phải trả lại cho anh ta. Dù sao thì tôi cũng để lời ở đây. Ngày mà Ninh ra bỏ rơi anh ta chính là ngày rỗ của anh ta. Hôm nay chúng tôi chỉ cần hai cánh tay. Ngày nào đó xuất hiện chuyện ngoài ý, thì chúng tôi không biết, cô nghe thấy chưa? Đám chó này muốn giết tôi, cô còn muốn tôi đầu hàng, từ bỏ đối kháng, tất cả đều do anh tự chuốc lấy. Vốn dĩ Tô Tổng đã cho anh đường thoát thân, nhưng anh lại muốn đấy với anh ấy. Phía nhị ra, chỉ cần anh xin lỗi là xong, nhưng anh lại đánh ông ấy bị thương nặng. Ngay cả người của tứ đại gia tộc anh cũng không để trong mắt, liễu huyền phi. Rốt cuộc là mắt cô mù hay tai điếc, tôi đã làm sai cái gì, khiến cô hiểu nhầm tôi lớn như vậy. Cho dù anh rất tức giận vì họ động vào anh, nhưng mà anh cũng không thể ở trước mặt nhiều người, khiến anh ấy khó xử như vậy. Ngay cả đạo lý này anh cũng không hiểu sao. Ý của cô là ai mạnh thì người ấy có lý. Ai có tiền thì muốn là gì cũng được. Nếu không thì sao? Vậy là cô tin bọn họ. Một lời nói vớ vẩn của bọn họ cô cho là thật có lý. Tôi nói tôi là vô song đại sở. Cô lại bảo tôi khoác loác. Rất tốt. Ai đúng ai sai. Bây giờ tôi sẽ chứng minh cho cô, một tên bỉ ổi như anh còn giả vờ là đệ nhất cái gì. Không có ninh ra chống lưng. Anh chỉ là con kiến. Các người muốn chơi. Tôi chơi tới cùng. Trong vòng 2 phút, Chu gia, Lục gia, Diệp ra xóa sổ khỏi đại sở. Ngoài ra chuẩn bị ba cỗ quan tài. Đưa cho An gia. Ha ha lão tử từ, từ trước tới giờ. Ngoài tô lão ninh vương dám nói chuyện như vậy với tôi ra. Anh là người đầu tiên. Anh cho rằng anh tôn quý hơn bọn họ sao? Trên thế giới này sẽ không có người như vậy. Tập đoàn Chu Thị của tôi kinh doanh 30 năm rồi. Bây giờ là một trong bốn tứ đại gia tộc Giang Lăng. Chỉ một cuộc điện thoại mà anh muốn lật đổ tôi. Tiểu tử anh chém gió lên tận trời rồi đó. Ai nữ ninh ra rất quan tâm tới đứa con rể này. Nhưng cũng không thể vì tên tồi tệ này mà hy sinh quyền quý ở Giang Lăng. Người nghèo trở thành giàu có nên kiêu ngạo. Nhưng mà kiên nhẫn của Ninh Vương có hạn sẽ không cho phép anh ta làm loạn. Đợi xem, ông ấy sắp lộ nguyên hình rồi. Bố nếu bọn họ còn làm loạn tiếp, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy tới ninh gia chúng ta. Cái gì thị trường chứng khoán của Diệp Gia bị sụp đổ? Tài khoản ngân hàng bị tịch thu phá sản rồi. Không thể nào, cả giang lang này. Ai có thể động vào Diệp Gia? Không thể nào là tên phế vật này được. Cái gì thị trường chu gia bị đóng sao? người của tòa án tới làm gì tôi vi phạm kinh doanh nên tối bắt tôi anh nói cái gì phạm tội kinh tế tôi bị truy nã lục gia cũng phá sản tôi đang nằm mơ đúng không ninh vương ông nể tình tôi vì tô ra nhiều năm ông rộng lượng tha cho tôi một con đường đi tất biết tất cả mọi chuyện đều là do ông làm thì ra là ninh vương ra tay tôi nói rồi tên phi luật đó ninh vương bảo vệ con gái tuy tô hoài chỉ là một con chó trong ninh gia nhưng ninh vương cũng phải để ý Xem ra Ninh Vương làm thật rồi. Ninh Vương ông vì một đứa con rể vô ích lại cắt đứt đường sống của chúng tôi sao? Ninh Vương sao? tôi biết sai rồi. Ông tha cho Chu ra đi. Ta Đồ ngu xuẩn các người gây sự. Bổn Vương ngay cả Vương vị cũng không giữ được. Tôi cần được. các người. Trước khi chú Ba chưa tức giận nhanh chóng cút đi. Chú Ba. Ninh Vương chuyện này không đúng. Anh ta là một đồ vô dụng. Ông không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Ông nhận nhầm người rồi. Anh ta là nghịch tử của Tô gia là món hàng vận chuyển gạch trên anh ta là một phế vật gia chủ ở bên ngoài có người đưa tới ba cỗ quan tài nói là chuẩn bị cho mọi người ninh vương chuyện này không đúng tôi đã quỳ xuống với ông rồi ông không thể vì một tên vô dụng mà đuổi cùng giết tận chúng tôi không công bằng ta người đâu tên ngu xuẩn này nói quá nhiều rồi lôi ra ngoài chôn sống đợi đã hình như bọn họ vẫn chưa chơi đủ chúng ta tiếp tục Chú ba tôi quản bọn họ không nghiêm, nếu không phải do tôi. Từ bao giờ ông nhiều lời như do vậy? Rốt cuộc người này là ai? Ngay cả Ninh Vương cũng dám động. Ninh Vương là ai chứ? Anh ta dám đánh ông ấy, sợ là cửu tộc cũng bị liên lụy rồi. Chú ba tôi biết lỗi rồi, khốn khiếp. Anh có biết anh phạm lỗi to như thế nào không? Ninh Vương là chủ của quốc gia. Cả cái giang lăng chúng tôi đều phải dựa vào ông ấy. Anh dám đánh ông ấy. Anh không sợ bị chu di cửu tộc à. Hôm nay Diệp Mỗ sẽ liều Cũng phải xử lý, lý tên không có mắt này. Dùng chính pháp không cho tên hề này nhảy nhót. Làm mưa làm gió, tên rách nát, lão tử phải giết anh. Đủ rồi im miệng cho tôi. Ngu xuẩn. Bộ chuyện này vốn dĩ là chúng ta sai. Với lại điện thiên thần, cấm kỵ nhất chính là tan vỡ. Chú ba, Chú Ba Ninh Sâm biết sai rồi, dùng chó bất lợi lặp đi lặp lại. Tôi không thể tự trách mình, chỉ có thể phế một cánh tay. Ta Tên Tô Hoài này rốt cuộc là thần thánh Minh Vương không chỉ quỳ xuống với anh ta, còn tự hủy một cánh tay. Thiên lý có chấp nhận. Trước mặt nhiều đại nhân vật, ngoài người kia của thiên thần điện ra, chẳng nhẽ anh ta là người kia không của thể nào chân bắc chiến thần lý lâm phú không thể nào là anh ta với cả ninh vương và lý lâm phú hai bọn họ là đối thủ không đội trời chung làm gì có chuyện ông ấy quỳ xuống dưới chân anh ta chuyện này không liên quan tới tôi bây giờ tôi có tư cách lý luận với mọi người ai chuyện đã đến nước này không bằng buông tay thôi các vị ở đây đều là quý tộc Giang Lăng, quan hệ mật thiết. Diệp gia tôi là đại gia tộc của Giang Lăng. Những năm này cống hiến cho mọi người, cũng coi như là quá rõ ràng rồi. Nếu không còn Diệp gia, thì về sau cũng không còn gì nữa. Trương gia, Lý gia, Vương gia, mỗi một người ở đây. Các người tự mình tìm chết. Ninh Vương chúng tôi nhằm vào việc chứ không nhằm người. Nếu tên Tô Hoài này không cho chúng ta đường sống, vậy tôi hôm nay sẽ ra lệnh cho quân sự ở đây tiêu hết nguồn tài chính Diệp Gia. Cũng phải giết Tô Hoài. Gia chủ Diệp Gia nói rất có lý, quan hệ thân thiết với nhau. Chú ba là ai chúng tôi không biết. Mặc kệ anh ta lợi hại ra sao, ở Giang Lăng cũng không phải thích làm gì thì làm. Có Diệp Gia chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền. Tô Hoài có thể cho chúng ta cái gì? Diệp Gia khó khăn, Lục Gia có thể ngồi không quan tâm sao? Tô Hoài tên phế vật dám chạy tới Giang Lăng làm loạn chẳng nhẽ cho rằng tứ đại gia tộc chúng tôi ăn chay à? Chu gia nguyện ý giúp đỡ Diệp gia một tay, chẳng phải chỉ là một nhà giàu sao? Bây giờ tứ đại gia tộc chúng ta ở đây, không nói ngày khác, hôm nay tôi muốn mạng của anh, cả chúng tôi nữa. Phế anh ta, phế anh ta, tô hoài anh đừng tưởng có vỏ bọc của Ninh Vương là có thể làm loạn. Hôm nay, tất cả mọi người đại diện cho Giang Lăng, tòa thành Giang Lăng chúng tôi, có đủ ép chết anh không? Không tôi giang lăng nên sắp xếp lại một lần nữa rồi liễu tổng cô là tứ đại gia tộc mới nổi chẳng nhẽ không đồng hành cùng bọn tôi à tôi hoài tôi mặc kệ anh là ai bây giờ anh cần phải cúi đầu với bọn họ anh nên thu tay lại rồi tôi nếu như tôi đứng trên đỉnh vinh quang từ lâu không ai có thể bì được cô sẽ ly hôn với tôi không phế vật tôi mặc kệ anh là ai tiếp theo anh sẽ trở thành một xác chết không ai quan tâm liễu tổng tuổi trẻ tài mạo nếu một ngày nào đó anh không còn chẳng nhẽ muốn cô ấy coi mộ cho anh à cho dù anh là ai tôi cũng chỉ muốn khuyên anh một câu bây giờ anh nên cúi đầu rồi tại sao tôi phải cúi đầu tôi sai ở đâu với cả cho dù tôi cúi đầu với bọn họ thì bọn họ sẽ tha cho tôi sai hay là cô cũng hy vọng tôi biến mất anh đang nói linh tinh gì vậy cô không hề biết tôi là ai càng đừng nói tới đám người này cho dù có một tòa thành cũng không trấn áp được không tôi. biết lúc nào tai họa ập tới được vậy bây giờ tôi sẽ cho anh nếm thử hậu quả Ngày hôm nay Diệp Gia dẫn đầu, chặn hết đường sau, còn có Lục Gia, cắt hết đường sống trong ngoài Giang Lăng. Chu Gia sẵn sàng xuất mọi nguồn vốn, tiễn anh ta về Tây Thiên. Về anh ta, hạng mục đầu tư này trị giá 800 tỷ. Anh phải cất tốt, nói không chừng dưới hoàng tuyển. Còn có người chỉ đường cho anh. Chỉ cần 800 tỷ mà đòi áp đảo Ha ha 800 tỷ, 800 tỷ vẫn chưa đủ có thể khiến cho tất cả mọi người ở Giang Lăng. 800 tỷ này tiễn anh lên đường đã là sự nể mặt lớn nhất của cuộc đời tôi rồi. Tôi hỏi anh lần cuối, các người thật sự có thể mất mọi thứ vì một con chó sao? Chắc chắn, nhất định, khẳng định, hôm nay anh nhất định phải bỏ mạng. Tô Hoài, con kiến như anh, muốn đấu với trời. Chết là cái chắc. Tô Hoài anh thấy chưa? vật theo loài người theo nhóm một mình anh đấu không lại bọn họ cho dù anh đúng bọn họ sai thì sao cuối cùng cô cũng thừa nhận người sai không phải tôi vậy thì kết cục cũng không thay đổi thế giới này không có đúng sai chỉ có thủ đoạn thực lực phế vật thừa nhận thất bại đi đây chính là thực lực của anh bữa tiệc thiên lân quyền thế hội tụ bố và tôi cùng với hàng trăm khiến anh không có đường thoát đây chính là thực lực của tôi phế vật anh sợ chưa anh cho rằng anh cho rằng chúng tôi là những ngôi nhà nhỏ không có lối đi lên lục gia và diệp gia liên minh xin lỗi nhé anh vịnh không nổi chúng tôi đâu đôi trụy tự bản thân anh giải quyết hay là chúng tôi giúp đôi trụy anh muốn tự mình giải quyết hay là chúng tôi giúp không cần nói với bộ phận tài vụ tập đoàn thiên loan phong sát những người có tên trong danh sách tôi gửi Ôi tới bây giờ anh còn giả vờ à? Anh có thể liên lạc được với bộ phận tài vụ Thiên Loan. Tôi thấy anh, nhiều nhất là chỉ có thể gọi điện cho mấy người chăm chỉ ra. Thì ra anh cũng biết người lãnh đạo trực tiếp sau lưng Diệp ra, là tô ra tập đoàn Thiên Loan sao? À Hào Kinh, tập đoàn Thiên Loan quyền thế năng lực to lớn cho dù là Ninh Vương, cũng chỉ là đại diện cho họ. Với lại sau lưng bọn họ là Điện Thiên Thần. Mười năm nay Điện Chủ không hề xuất hiện, Tất cả thương hội ở Giang Lăng, tập đoàn công ty đều đến từ nguồn vốn Thiên Loan. Chúng tôi có thiên thần điện che chở, đây chính là thực lực của chúng tôi. Mắt chó các người mù rồi. Tô Tam thiếu gia chính là chủ nhân của tập đoàn Thiên Loan. Bọn họ muốn chết, thì kệ bọn họ đi. Chuyện này nên kết thúc rồi. Cái gì công ty chúng ta bị phong sát rồi? Công trình đóng cửa. Cấp quản lý bị bắt. Ông đang đùa à? Công trình bị người đập nát bởi vì nợ tiền lương có thể dùng công quỹ. Gia chủ không ổn rồi. Giang lăng hơn 200 đại gia bị truy nã rồi. Thông tin đã lên đầu trang tin tức rồi. Ông nói linh tinh gì vậy? Tội phạm số 1 là anh. Tôi sắp ngồi tù rồi. Anh thật sự là chủ nhân của tập đoàn Thiên Loan sao? Thật là anh. Đám ngu ngốc các người. Người đứng trước mặt các người ở cái đại sở này không ai bị kịp. Tất cả mọi thứ của các người đều do tập đoàn Thiên Loan cho. Và không phần trăm cổ phần Thiên Loan đến từ Tô Gia. Chủ nhân thật sự của Tô Gia là chú ba. Tô Hoài. đừng có gây chuyện nữa, từ lâu anh ta đã bị đuổi tôi ra Tôi thấy đây đều là vở kịch của ông. Ninh Sâm tới lúc đó ông cụ trách tội ông. Ông không chịu nổi đâu, cậu chỉ là một con chó điên. Nằm mơ muốn trở thành chủ nhân. Các người xong đời rồi. Chẳng phải các ngươi muốn biết một nghìn tỷ đó. Chủ nhân phía sau nó là ai sao? Bây giờ tôi nói cho các người biết, chính là cậu ấy. Tôi không nằm mơ chứ, thảo nào Ninh Vương cung kính với anh ta như vậy, thậm chí còn tự phế mình. Chẳng nhẽ chúng ta sai rồi, chủ nhân thần bí sau màn chính là Tô Hoài. Diệp ra hại tôi rồi. Thật sự mất mọi thứ rồi. Không thể nào nếu anh ta thật sự là người nắm quyền thiên loan. Vậy tại sao ông cụ không nói cho tôi biết, tôi và bố tôi là cái gì? Tuyệt đối không thể, là tôi có mắt không nhìn thấy. Không biết trời cao đất dày, anh anh có thể thu mua Diệp ra. Chỉ cần anh giữ lại cho tôi một mạng đều là do tô dễ uyên là âm mưu của tô dễ uyên chúng tôi nhận sai chủ nhân đúng đúng vậy chúng tôi quá ngu xuẩn rồi đúng không đúng vậy đúng vậy đều là lỗi của tô dễ uyên không liên quan tới chúng tôi tôi thiếu ra bây giờ tôi sẽ phế anh ta bây giờ cô tin chưa anh thật sự là người nắm quyền của tôi ra sao tôi đã cho cô đáp án từ lâu rồi lúc trước tôi đã nói nhẫn đại của tôi cô không tưởng tượng được đâu nếu lúc trước tôi biết thân phận của anh tôi sẽ không như vậy nói nhiều cũng vô ích những thứ cô muốn đáng nhẽ hôm nay tôi đều có thể cho cô Đảo cây anh đào một nghìn tỷ này tôi cho cô. Hư danh tứ đại gia tộc. Tôi cũng cho cô. Với cả những hào quang của căn phòng này tôi cũng cho cô. Cô hài lòng chưa? Từ nay trở đi, cô và tôi cắt đứt quan hệ. Làm phiền một chút. Ai là Tô Hoài? Thiên thần điện đệ nhất thần bộ mộ tử quan. Nghe nói mộ tử quan này là đứng thứ hai sau chiến thần điện Bắc. Người của thiên thần điện tới rồi. Trước giờ dùng thấy đầu mà không thấy đuôi. vật số hai này có thể xuất hiện ở Giang Lang. Đúng là không thể tin được, tôi là thần bộ của thiên thần điện. Tới bắt giữ anh tên đại ma đầu giết người. Bây giờ anh đi theo tôi. Vị này. Cô nhầm à. Lần đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã nghi ngờ, thuộc hạ của tôi đã làm la so sánh. Anh yên tâm thiên thần điện công minh khách quan. Anh giết người vượt ngục. Theo quy định thụ án 100 năm. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Gọi cấp trên của cô tới nói chuyện lập tức, bắt giữ công khai. Bây giờ anh lại thêm một tội. Phía trên mộ tử quan là vị chiến thần đó. Nhưng đệ nhất đại sở hôm nay, thân phận của Tô Hoài thật đáng ngờ. Rốt cuộc anh ta là tam thiếu gia của Tô Gia hay là tội phạm truy nã? Còn phải hỏi hà? Mộ thần đã cho chúng ta đáp án rồi. Đúng không mộ thần bộ? Mạo muội hỏi một chút. Tô Hoài này là người nắm quyền gia tộc thần bí. Cú mèo đòi thay thế thái tử. Chơi các người. Quả nhiên như thế, anh ta lừa chúng ta, mộ thần bộ đại diện cho thiên thần điện chấn Bắc Chiến Thần. Lời của cô ấy đáng giá ngàn vàng, mộ thần bộ trước khi cô dẫn tên hàng nhái này đi, chúng tôi phải giải quyết ân oán, tôi cho các người 5 phút, tôi muốn người sống, cảm ơn mộ thần, lục hồi tôi nguyện bỏ ra 1.000 vạn mua người ở đây. Có vị anh hùng nào có thể lấy được hai tay của anh ta, tôi thêm 1.000 vạn, tôi muốn hai chân của anh ta. Có mối kinh doanh tốt như vậy à? Diệp ra tôi tất nhiên cũng không thể bỏ qua. Tôi cũng bỏ ra từng đó tiền để lấy hai mắt của anh ta. Vị trí này cô ngồi không nổi. Tại sao? Bởi vì cô không xứng. Đồ ngu xuẩn kỹ thuật diễn xuất của anh thật kém. Muốn đấu võ miệng với tôi, không bằng tự mình nghĩ xem. Sau khi xong việc trả lời thế thế nào đối với người muốn mạng anh, quan tài của bọn họ đã chuẩn bị xong. Cô chắc chắn mình muốn thò một chân vào không, để mộ gia công thần đại sở chôn cùng cô. Con cầu anh không kích thích được tôi đâu. Sao các người vẫn chưa động thủ? Mộ tử quan cô đang làm gì vậy? Bác Ninh, bố tôi nhờ tôi thỉnh an ông chuyện ngày hôm nay nói ra phức tạp đợi ngày nào đó tôi sẽ tự mình tới cửa nói rõ ràng bây giờ tôi phải phá án và bắt tên điên này phá án mà ngay cả đối tượng là ai cũng không rõ cậu ấy không phải người mà cô có thể cũng không phải người cô có thể bắt tôi khuyên cô bây giờ lập tức thu tay lại nếu không cô và mộ ra tự mình chịu khổ xin lỗi bác ninh tử quan phá án chỉ nói pháp lý không nói tình cảm cô mộ đại thần bộ có phải có hiểu nhầm gì không? Tô Hoài người này tuy rằng kiêu ngạo, tự kiêu tự đại nhưng tôi ở với anh ta nhiều năm. Trước giờ anh ta chưa từng làm ra việc gì phạm pháp. Nhìn người không thể nhìn bề ngoài, có những người ở bên ngoài rất hoa lệ, nhưng nội tâm cực kỳ bẩn, bỉ ổi, không thể không thừa nhận. Khả năng ngụy trang của anh ta rất xuất sắc, có thể lừa rất nhiều người, nhưng không lừa được tôi. Các người ở với nhau, năm năm trước anh ta ở đâu, làm cái gì giết bao nhiêu người cô có biết không? Những chuyện đã làm bây giờ anh ta bị báo ứng rồi. Đúng là 5 năm trước tôi cứu anh ấy, nhưng bối cảnh gia đình anh ấy tôi đều không biết. Anh ta là vô danh, biệt danh tham lam, đệ nhất sát thủ mỹ cảnh, chỉ cần tiền thù lao đủ, bất luận là trẻ con, người già người lính cũng đều ra tay được. 10 năm trước bị Trấn Bắc Chiến Thần tự mình bắt bộ, nhưng chưa đến 5 năm anh ta trốn ra ngoài tạo nghiệp cũ. Bây giờ ác giả ác báo, Tôi theo anh ta rất lâu rồi, loại người đê tiện này. Tôi có thể nhầm lẫn được sao? Thật sao? Cô tin à? Loại phế vật này. Chuyện tới lúc này rồi còn tranh thủ sự đồng tình của Phi Nhi. Tới đây thôi. không vạn có vị hảo hán nào? Nguyện ý phế tên phế vật này không? Tô công tử anh Chỉ cần không giết chết anh ta, thì 4.000 vạn này là của các người. Anh em đâu phế anh ta? Chúng ta mỗi người 1.000 vạn. Tôi nói rồi vị trí này không thích hợp với cô. Nề mặt mộ lão ra hết lòng dũng cảm vì đại sở, chuyện ngày hôm nay tạm thời ghi lại. Nếu là bình thường thì sẽ rất nhanh trả lại. Xúc sinh. Phế vật anh vô sỉ với tôi thì cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả thần bộ thứ hai của thiên thần điện mà anh cũng dám còn chơi đùa với Ninh Vương. Anh thật sự cho rằng Giang Lăng không ai có thể xử không lý. phải lý cho rằng. Đúng không? Mà là sự thật, tên nhà quê anh đắc ý quá sớm rồi đó. Người của chúng tôi sắp tới rồi. Xem anh có thể kiêu ngạo trong bao lâu. Không cần. 0101. Tôi là thần bộ. Yêu cầu tiếp viện. Lập tức kêu tổng bộ điều 10 đại kim đao tới. Bao vây tổng phạm. Trong vòng 10 phút anh sẽ bị bói tay chịu chói. Truyền lệnh của tôi lập tức hủy bỏ quyền hạn của thiên thần điện thần bộ. Với cả bắt anh ta cởi áo giáp và về quê. Anh không lừa được tôi đâu, vậy chúng ta chống mắt mong chờ. Bây giờ cô nhìn rõ mặt thật của anh ta rồi chứ. Tô Hoài thì ra những thứ anh nói anh làm đều là giả. Thì ra quá khứ của anh xấu hổ như vậy. Kinh tởm. Tô Hoài anh đừng diễn nữa anh chỉ là lợi dụng thân phận của họ rồi trá mà thôi không có thân phận này anh còn dám đi lại lắc lư dưới ánh mặt trời không tô hoài lương tâm của anh không đau khổ à đau lòng à ba năm trước cô vứt bỏ chồng con vậy cô không đau lòng à linh nghi bởi vì mất đi mẹ nên khóc tới mức không còn giọng nói bệnh cũ tay phát thì cô đang ở đâu cô có đau lòng không anh có tư cách gì chỉ trích tôi anh không hề biết rằng tôi vì anh và Linh Nhi, tôi đã bỏ ra những gì. Anh cũng không biết. Hôm nay tôi đã đánh mất cơ hội sống, đem tới cho tôi thảm hại rất lớn. Liễu Huyền Phi, cô vẫn chưa biết à? Cô và đám người này muốn quyền lực tiền tài. Đều đến từ sự ân tử của tôi. Con sâu sống trong kẽ tường. Khoe mẽ gì ở đây? Bộ thần bộ nói không sai. Đợi thập đại kim đao tới, thì cho dù anh có biết anh nhau, thì tôi xem anh có thể kéo dài tiếng Nếu như không phải hôm nay yến tiệc lân thiên quỳnh quý tụ tập, mọi người đều cần mặt mũi nếu không tôi ra lệnh một tiếng, lục ra 300 bảo vệ sẽ lập tức bao vây nơi đây. Một ngụm nước bọt cũng có thể nhấn chìm anh. Đừng có tranh luận những thứ không có ý nghĩa gì nữa. Vừa nãy anh tát tôi. Bắt tất cả mọi người cúi đầu. Bây giờ tôi trả lại cho anh 10 lần. Cho dù anh là một con côn trùng, tôi cũng phải phá hủy anh. Nói mới nhắc tới sao tôi có thể thích món hàng cũ này chứ liễu huyền phi chỉ là một món hàng tôi khó có được mà thôi khi tôi lấy được liễu ra tất cả tài sản thì tôi sẽ quăng cô ta đi ngay cả sự kiêu ngạo của cô ta cũng vất cùng tôi hoài anh dừng tay anh chê mình gây họa chưa đủ sao chẳng nhẽ anh muốn ngồi tù cả đời sao thì anh mới chịu từ bỏ sao tôi nói cho anh biết đừng làm loạn nữa đưa tô công tử đi bệnh viện xúc sinh. Anh dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Cả liễu ra các người tiêu đời rồi. Đồ mắt mù, tội đáng chết. Chuyện tới nước này rồi ông còn bảo vệ anh ta. Còn pháp luật không? Đây đường đường là ra Chẳng là. lại bất lực để tên lừa đảo này chưa đủ sao. Khách sạn này không có bảo vệ à. Tại sao vẫn chưa bắt anh ta lại? Loạn côn đánh chết. Chu Tổng đừng hoảng. Lục gia tôi, tuy rằng làm kinh doanh chân chính, nhưng cũng nuôi 7,8 tên sát thủ. Bọn họ đã hành động rồi. Anh diễn đi. Anh tiếp tục diễn rồi. Tôi xem anh có thể diễn bao lâu. Động thử ở trước mặt mọi người. Tội chết khó thoát. Tôi kiến nghị cô nên nghe điện thoại trước. Không cần anh nhắc nhiều phế vật. Tôi là không hai thần bộ. Nghe rõ mời nói, tôi là Lý Lâm Phú. Chức vụ của cháu đã bị hủy bỏ rồi. Lập tức quay về Hào Kinh. Đây là quân lệnh. Ngoài ra chuyển lời cho Tô Tam Thiếu Gia. Một tiếng nữa ta tới Giang Lăng thỉnh tội với cậu ấy. Cậu nói gì cơ cậu à? Từ quan ta không bảo vệ cháu được rồi. Với cả, bố cháu đã đồng ý hứa hôn cháu với Tô Hoài. Ba ngày sau thành thân, từ bây giờ trở đi cháu bắt buộc phải nghe lời cậu ấy. Tên trộm này. Anh đã nói gì với cậu và ông nội tôi? Khiến họ hứa hôn cho tôi và anh. Nói nhanh và thật. Chẳng nhẽ Tô Hoài là... Hào kinh mộ gia Chẳng nhẽ. Được rồi, Đủ rồi. Tôi đại diện Thái Sơn Ninh Gia còn có mộ gia thủ phủ tuyên bố. Yến tiệc lần này. Tới đây kết thúc, ở bên ngoài có 100 cỗ quan tài. Các vị tự lĩnh, Tô Hoài lại là con rể của thủ phủ đại sở. Đích thân Lý Lâm Phú Trấn Bắc Chiến Thần nói, Ninh Vương làm chứng thì chắc không phải là giả rồi, sau lưng Tô Hoài không phải Ninh Gia mà là thủ phủ mộ gia điều này cũng chứng minh tại sao ninh vương một mực hướng về anh ta ha 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 hiểu nhầm tất cả là hiểu nhầm tô hoài à không tô tiên sinh chẳng phải mộ tiểu thư bảo tôi diễn một vở kịch với cô ấy sao náo loạn chơi với anh vậy đúng vậy đúng đúng tứ đại gia tộc chúng tôi bình thường cũng rất thích diễn với nhau đúng vậy anh xem tôi chúng tôi chỉ là muốn cho anh một bất ngờ không ngờ rằng tiên sinh gì Tôi tiên sinh là do tôi có mắt không nhìn thấy núi Không thái biết sợ. trời cao đất dày, diệp ra tôi vì mộ ra cung kính. Tên trộm này. Rốt cuộc anh dùng thủ đoạn gì lừa bố tôi, còn cả cậu tôi nữa, tử quan cô im miệng cho tôi, đám hồ ly của mộ ra. Lại dùng liên hôn để nắm đuôi chú ba. Tôi không thể ngờ rằng. Ta. À, tử quan. Cô có thể gả cho tô ra là tạo hóa của cô. Bác Ninh bác đừng an ủi tôi. Tôi nói cho anh biết, người đàn ông của mộ tử quan tôi phải là người hơn đời. Anh không có tư cách đó. Cũng không xứng bước vào mộ ra. Cả thân phận của anh nữa tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Chỉ cần có nửa điểm đáng nghi thì cho dù chiến thần chấn bắc bảo chữa cho anh, thì tôi nhất định sẽ tự tay tống anh vào tù. Liễu tổng điện thoại của bố cô. Cái gì? Ông nội bởi vì bệnh tim 20 phút trước đã mất rồi, được bây giờ con lập tức quay về. Tô Hoa Phi. Tôi hận anh. Lão ra trước lúc Lâm Trung để lại một di nguyện. Ông ấy nói lúc trước ông ấy có mắc nhận ra rồng thật. Ông ấy còn nói kiên quyết phản đối cô và Tô Hoài. Ly hôn, tôi biết rồi. Bây giờ quay về. Đợi đã. Cô yên tâm mọi chuyện tôi sẽ làm rõ. Sau đó cử người từ hôn. Cô đợi đi. Từ hôn. Anh đang đùa với lửa à? Đúng vậy, đang đùa với lửa. Chẳng phải cô muốn biết tôi là ai à? Bây giờ tôi nói cho cô biết. Hán đế Long Điệp. Người hủy bỏ chức vụ của cô không phải Lý Lâm Phú, mà là tôi, không thể nào, ngoài cậu ra. Chỉ có một người mới có quyền lực này, người trong miệng cô là ai? Đệ nhất thần vương đại sở. Điện chủ thiên thần điện thần tước, giúp tôi điều tra một người. Chúng ta không thể ngồi chờ 100 cỗ quan tài ngoài của. Đều là chuẩn bị cho người quyền quý Giang Lăng đang có mặt ở đây. Tên Tô Hoài này muốn thách thức cả cái Giang Lăng. Giang Lăng chúng ta không thể thua. Tôi lập tức ra lệnh cho quân sự. Tới lúc đó máu thịt liên minh. Giao cho Tô Lão Gia và Lý Lâm Phú chiến thần Điện Bắc. Đủ cho tên phế vật kia bị băm thành vạn mảnh bố không sao chứ vết thương này có là gì ông là gì so với sự diệt vong của ninh gia lão hồ ly mộ gia này cũng không biết dùng thủ đoạn gì lại tặng mộ tử quan cho chú ba đúng rồi bảo bối từ giờ chúng ta không thể phạm sai lầm gì vậy phía liễu gia thì sao chúng ta phải xử lý như thế nào ba năm chúng ta đắp mấy trăm tỷ lên người họ mà Giang Lăng Hảo, Kinh, cái đám nhà giàu kia đều cho rằng Liễu Gia và Tập Đoàn Thiên Loan có quan hệ tốt, như vậy cũng không được. Mấy năm nay chiếm nhiều lợi. Chu Ba nói rồi, sau Đại Yến, cậu ấy và Liễu Huyền Phi không có quan hệ gì nữa. Đúng rồi, nói với người của chúng ta, ngừng tất cả hợp tác với Liễu Gia. Thương trường như chiến trường, Liễu Gia không có thiếu gia bảo vệ, thì như con cừu đi lạc, mặc người khác tàn sát, đều không quan trọng nữa. giải thích một chút đi chuyện xảy ra hôm nay thuộc hạ lý lâm phú bái kiến điện chủ điện chủ bớt giận con nha đầu mộ tử quan hôm nay gây ra chuyện lớn nếu như không phải xem thân phận là vị hôn thê của kỳ tôi đủ rồi nói trọng điểm lão lý chú ba nói đến chuyện kết hôn của cậu ấy và mục tử quan ô vậy chuyện đó không liên quan tới tôi hôn ước của cậu và mục tử quan là do tô lão ra và mục lão ra bàn do thiên quân chỉ định với cả tôi cũng vừa mới biết Đúng rồi chú ba, cậu ở ẩn mấy năm nay. Lão Lý thận trọng cẩn thận, lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ trong thiên thần điện. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Tay không sao chứ, không sao chú ba. Lại nằm mơ hả? Đừng sợ có bố ở đây. Bởi vì con rất nhớ mẹ. có thể cho con gặp mẹ một lần không? Tô Hoài ông cụ lúc còn sống hy vọng anh có thể tới tiễn ông. Bây giờ anh lập tức tới liễu ra một chuyến. Tôi lập tức tới. Bác cả bác hai, xin lỗi cháu tới muộn rồi, các người không tới muộn. Các người mà tới sớm, thì ông cụ đi càng nhanh. Bác cả lời này của bác có ý gì? Biết rõ còn hỏi, chuyện của Yến Tiệc Lân Thiên, bây giờ mọi người đều biết rồi. Bởi vì tình cảm riêng của hai tên phế vật các người, không chỉ khiến Liễu gia mất đi danh phận tứ đại gia tộc, còn khiến ông cụ tức đến chết. Sao cô vẫn còn mặt mũi quay về, bố lời bác nói là sự thật sao? Rốt cuộc thì sao tại ông nội đi, Huyền Phi đừng nói nữa. Bọn họ cố ý, ông nội không hề biết chuyện của yến tiệc. Di chúc của ông cụ nói muốn đưa tất cả mọi thứ của Liễu gia cho cháu và Tô Hoài. Cái gì? Im miệng, đó là do ông cụ bệnh không cứu chữa được nữa, hồ đồ thôi. Thử hỏi, sản nghiệp Liễu gia to như vậy, sao có thể giao cho một phế vật? Với lại, 5 năm trước ông cụ dốc hết sức lực để chia rẽ bọn họ. Chẳng phải là vì không thích Tô Hoài sao? Liễu Huyền Phi tôi nói cho cô biết, nếu như muốn tên phế vật này bước vào Liễu gia, trừ phi tôi không có ở đây nếu như không phải vì Linh Nhi, các người cho rằng tôi rảnh không có việc gì tới đây à? Bác cả, cháu và Tô Hoài trên danh nghĩa vẫn chưa ly hôn, mặc kệ thế nào anh ta cũng là một phần của Liễu gia, mặc kệ thế nào, cháu cũng phải dẫn anh ta tới tiễn ông nội trạng đường cuối, cậu ta tiễn ông cụ hừ. Tôi sợ ông cụ chết không nhắm mắt. Đại ca trước khi mất đúng là bố có dẫn đi giận lại mấy lần. Là để Tô Hoài về nhà, đủ rồi. Lão Tam nếu như chú muốn nói thay tên phế vật này, Vậy thì chú quốc cùng bọn họ hôm nay vốn dĩ là ngày làm rạng rỡ tổ tông của Liễu gia chúng ta, một ngày tốt để nổi tiếng ở Giang Lăng, nhưng vì tên phế vật này, khiến Liễu gia chúng ta ở trên yến tiệc thất bại. Cô nói xem ông nội cô tin tưởng cô như vậy, thậm chí giao quyền kinh doanh của Liễu gia cho cô, nhưng các người thì sao, lại khiến ông cụ tức chết. Cháu không có. Cô cho rằng chúng tôi mù hết à? Bây giờ trên TV chỗ nào cũng có. Tin tức Liễu gia danh tiếng bị xuống dốc, đây không phải chuyện tốt các người làm à? Ông cụ cưỡi hạc về Tây Thiên có một nửa trách nhiệm, đều ở trên hai người phế vật này. Sao các người vẫn còn mặt mũi tới đây, bác cả bác hai, không xử lý tốt chuyện này là lỗi của cháu. Nhưng hôm nay có thể để ông nội chôn cất trước được không? Chuyện về sau cháu chịu trách nhiệm, cô nói thì hay lắm. Giá trị một 000 tỷ của hợp đồng Hoa Anh Đào vẫn chưa lấy được, danh phận tứ đại gia tộc cô cũng đánh mất. Bây giờ còn muốn chúng tôi tin tưởng cô, sao có thể? Trừ khi cô nguyện ý giao quyền kinh doanh của Liễu Gia Gia. Trừ khi cô nguyện ý giao quyền kinh doanh của Liễu Gia Gia sau đó dẫn tên phế vật này cút ra khỏi giang lăng. Tên phế vật này cậu cười cái gì, thân làm con cái, các người ông vì ông cụ khắc phục hậu quả mà còn ở đây diễn kịch tranh quyền, không đáng là con cái mà. Khốn khiếp, tôi nói sai à. Bây giờ liễu ra các người có mọi thứ, vốn dĩ là do tôi bố thí, nếu tôi muốn thu lại, các người không làm gì được, bại lộ nguyên hình, khẩu khí lớn lắm. Chú hai đừng tức giận. Đối với loại người khốn khiếp này, thiên thần điện chúng cháu làm tốt nhất, tên vương bát đàn cậu cậu cho rằng mình là ai cậu chẳng qua chỉ là một tên công nhân vận chuyển gạch còn liễu hạo con trai tôi là sĩ quan dự bị của điện thiên thần cái gọi là thiên thần điện đó là uy quyền tám hướng nổi tiếng thiên hạ còn con kiến như cậu có lẽ nghe cũng chưa từng nghe qua cái loại nhân vật nhỏ bé như sao có thể nghe qua thiên thần điện với lại trước giờ thiên thần điện đều rất khiêm tốn ngay cả điện chủ lý lâm phú đứng trên vạn người cũng rất ít khi lộ diện trước mặt mọi người ba năm rồi kể từ khi danh tiếng của liễu ra đi xuống Cây đại thụ cao chọc trời của Giang Lăng đã qua mài rũa từ lâu. Đừng nói là lôi cậu ra ngoài dạy cho một bài học. Cho dù khiến cậu biến mất ở hiên gian, điều đó cũng rất dễ dàng. Phế vật bây giờ quỳ xuống dập đầu với bố tôi. Tôi sẽ giữ toàn mạng cho anh. Làm sĩ quan dự bị của thiên thần điện lợi hại lắm à? Ha ha ha! Phế vật tôi thấy cậu bị dọa sợ rồi đúng là không biết sợ hãi thiên thần điện là tổ chức lợi hại nhất trên thế giới điện chủ lý lâm phú không ai không biết ngay cả thiên quân gặp ông ấy cũng phải gọi một tiếng chiến thần trấn đối với anh mà nói sĩ quan thiên thần điện có thể được coi là càng quét nửa giang lăng. sao nào thấy sợ rồi à ta à. hoặc là quỳ xuống dập đầu hoặc là để tôi nghiền nát anh đại ca anh bớt tức giận tô hoài anh ta chỉ là cái gì cũng chưa gặp qua cái gì, gì cũng khó đối với quyền, quyền kinh doanh em nguyện ý giao ra cái gì được cháu nói đó nhé hạo nhi dẫn nó đi ký hợp đồng huyền phi nếu cháu nói sớm thì bác cả và bác hai của cháu đã không đối xử với cháu như vậy nếu cháu ký phần hợp đồng này thì chúng ta là người một nhà rồi phi nhi tập đoàn liễu thị là tâm huyết của con và ông nội con con không thể đưa cho họ im miệng lão tam chó phần cho chú nói à không thể ký cậu chán sống rồi à tí năng lực này mà cũng đòi vào thiên thần điện nực cười tên nông dân kia cậu dám đánh người của thiên thần điện cậu không cần mạng nữa rồi thiên thần điện không cần loại rác rưởi này khẩu khí lớn đấy tên tiểu từ kia không sợ đắc tội thiên thần điện nghiền xương cậu thành bột bốc hơi khỏi nhân gian à thật sao lão lý giúp tôi điều tra một tên sĩ quan dự bị liễu hạo lão đại cha ra rồi năm đó cậu hạ lệnh hỗ trợ liễu ra vừa khéo tên liễu hạo này xin nhập ngũ tôi biết rồi hủy bỏ đơn xin nhập ngũ của anh ta loại người đê tiện này không xứng vào thiên thần điện chắc cậu không định nói với tôi rằng vừa giờ là cậu gọi điện thoại cho trấn bắc thần lý lâm phú đó chứ nếu cậu ta quen chiến thần trấn anh muốn tôi đi vệ sinh ngược cũng được anh cho rằng mình đang quay phim chân à. Chấn bắc chiến thần lại nghe lời anh chẳng nhẽ ông cụ thật sự hồ đồ rồi để tên ngu xuẩn phế vật này về nhà huyền phi nghe chú hai khuyên một câu nhanh chóng đưa tên này đi bệnh viện khám bệnh còn trẻ mà đầu óc hỏng rồi về sau sốt phát ngốc lại phải chăm cậu ta cả đời, Phi Nhi đừng để tên phế vật này làm loạn nữa, nếu không cái nhà này chúng ta cũng không còn cách nào rồi tôi Hoài. Từ khi ở yến tiệc tới lúc ông nội Lâm Trung, anh không thể khiến tôi bớt lo lắng được sao? Liễu Huyền Phi tôi đã nhẫn nhịn rồi. Xin chào tổng bộ Thiên Thần Điện. Đúng vậy tôi là Liễu Hạo số 5. Tôi nhất định sẽ đúng giờ nhập tuyển. Cái gì tôi bị hủy bỏ tư cách sau bởi vì nhân phẩm bị ổi, không phải con trai Xảy ra chuyện gì rồi? Bố tổng bộ thiên thần điện gọi điện thoại tới, nói rằng con bị hủy bỏ tư cách nhập ngũ. Từ giờ trở đi con không thể vào thiên thần điện được nữa. Hạo Nhi cháu xem có phải là lừa đảo không? Chẳng nhẽ thật sự cho do anh ta, nói mau cậu đã làm gì con trai tôi. Tôi Hoài Anh, Liễu Huyền Phi. Cháu đúng là cháu gái ngoan của ông cụ. Dương ông cụ còn chưa lạnh. Cháu đã dẫn tên khốn kiếp này vào đây làm loạn, còn dám đánh bác cả. Cháu quả là đại nghịch bất đạo, người đâu? Đuổi nhà lão tam ra ngoài. Từ nay trở đi, nhà lão Tam và Liễu Gia cắt đứt quan hệ. Đại ca anh không thể đối xử với tôi như vậy. Rời ra Liễu Gia chúng tôi sống như thế nào? Đại ca, rõ ràng đã bảo Phi Nhi giao quyền kinh doanh ra. Thì chúng tôi sẽ được nhận tổ quy tông. Nhưng bây giờ Liễu Gia quá quát. Đại ca sao anh có thể nuốt lời? Đều là do tên sao chỗ này. Cậu xem chuyện tốt cậu làm. Tô Hoài thật sự là do anh làm sao? Anh đã làm gì với đại ca? Tôi nói rồi loại rác rưởi này không xứng vào thiên thần điện. Tôi hiểu rồi. Nhất định là tên phế vật này ghi âm lại gửi cho tổng bộ thiên thần điện từ trước giờ thiên thần điện khiêm tốn tuyệt đối không chấp nhận cấp dưới khoe khoang tên vô dụng kia dùng thủ đoạn bỉ ổi chặt đứt tiền đồ của tôi tôi không tha cho anh đúng là rắn chuột một nồi một nhà các người chả có cái gì ra hồn đại ca nhị ca mọi người bớt giận cậu thật sự làm như vậy sao còn không xin lỗi bác cả xin lỗi có thể bảo ông ta quỳ xuống xin lỗi tôi có lẽ tôi sẽ suy nghĩ việc thu lại mệnh lệnh đã ban nghe đi Ai không biết còn tưởng tên vương bát đản này là chủ tử phía sau thiên thần điện. Ngay cả Lý Lâm Phú cũng phải nghe lời cậu Tên phế vật này chặt đứt tiền đồ của Hạo Nhi. Cô nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời. Bác cả bác hai. Tô Hoài do cháu dẫn tới. Ông nội trước lúc Lâm Trung nói muốn Tô Hoài. Tiễn ông đoạn đường cuối. Cháu không ngờ rằng chuyện này lại có hậu quả to như vậy. Trách nhiệm đều do cháu phụ trách. Quyền kinh doanh cháu không cần. Tô Hoài bây giờ tôi cái gì cũng không còn nữa. Anh hài lòng chưa? Liễu Huyền Phi cô thật sự là rất dễ bị bắt nạt. Liễu gia cuối cùng cũng thuộc về tôi rồi ha ha nghe thấy chưa? Từ giờ các người và Liễu gia không còn quan hệ gì nữa, còn không mau cút đi. Nếu không phải vì anh, 100 tỷ Liễu gia không thể nhanh chóng vào tay bố tôi, đợi tôi làm đại thiếu gia của Liễu gia, tôi sẽ chơi cùng anh hẳn hoi, đại ca vừa nãy anh không nói như vậy. Vừa nãy anh nói chỉ cần chúng tôi giao quyền kinh doanh ra, anh sẽ bỏ qua cho chúng tôi, đồ tôi cần thì tôi đã đạt được rồi. Tôi còn giữ mấy con sâu các người lại có tác dụng gì? Có trách thì trách đưa con riêng như chú. Bây giờ ông cụ cũng đi rồi, Liễu gia và đại ca là con ngựa đầu đàn, chú còn muốn quay về. Nằm mơ, mau cút đi, từ đã bọn họ chưa cút được, nợ của chúng ta còn chưa trả. Anh muốn tính như thế dựa vào vừa nãy cậu hại tiền đồ con trai tôi. Chúng tôi có thể dùng mạng của cậu để tính. Tạo nghiệp tạo nghiệp, đồ sao chổi. Rốt cuộc chúng tôi nợ cậu cái gì? Cậu nhất định muốn một nhà ba người chúng tôi chôn cùng ông cụ sao? Bố mẹ chuyện đã như vậy rồi. Có trách tô hoài cũng không có tác dù sao người này cũng mục nát từ lâu rồi. Đáng nhẽ con không nên cho anh ta cơ hội thứ hai. Liễu huyền phi tôi đang giúp cô, giúp tôi. Từ yến tiệc lâm thiên, tôi không trở thành một trong tứ đại gia tộc. Ngay cả tăng lễ của ông nội cũng xảy ra cục diện này. Anh giúp tôi cái gì? Rõ ràng là anh đang hại tôi. Cô cho rằng tôi rất muốn tới sao. Thôi vậy có thời gian quay về thăm Linh Nhi. Cáo tử. Đứng lại cậu cho rằng liễu ra tôi là nơi nào cậu muốn tới thì tới muốn đi thì đi cậu coi lời tôi nói là thả dám à muốn cút cũng được quỳ xuống bố tôi và chú hai sau đó chui từ đũng quần tôi qua thiên đường có đường anh không đi địa ngục không cửa anh đòi vào nếu anh đã quan tâm tới tờ quyền kinh doanh như vậy vậy tôi sẽ biến nó thành một tờ giấy phế ha 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 lại muốn gọi điện thoại cho lý lâm phú à sao nào lần này muốn diệt liễu ra tôi à tôi không đợi nổi rồi phế vật đừng cho rằng một cuộc điện thoại có thể lật đổ Liễu gia. Nếu thật như vậy, cả nhà tôi làm chó cho anh, đây là ông nói nhé. Cái gì Liễu gia gặp phải một loạt đánh lén khác nhau. Trong nửa tiếng tổn thất 100 tỷ. Xảy ra chuyện gì bây giờ không rõ, không biết ai đang làm loạn cổ phiếu của Liễu gia. Tổn thất đã không thể lấy lại được, đại ca xảy ra chuyện rồi, tất cả công ty hợp tác đều hủy bỏ hợp đồng. Ngay cả ngân hàng cũng tới dục nợ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ là do anh, ngại quá, tôi thật sự không làm gì cả. Chắc chắn không phải tên vương bát đàn cậu làm. Cậu mà có loại năng lực đó thì tôi theo họ cậu. Tiêu rồi, tiêu rồi, liễu ra lên tin tức rồi, sao vậy? Tin tức nói bởi vì ba năm nay, các công ty cho rằng chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Thiên Loan, cho nên mới hợp tác giúp đỡ. Nhưng sáng nay Thiên Loan đưa ra thông báo, làm rõ mọi quan hệ giữa chúng ta, cho nên, cho nên cái gì? Cho nên bức tường sụp đổ. Tất cả những đối tác lúc trước có quan hệ mật thiết với chúng ta, bây giờ chỉ muốn lột sống chúng ta. Đại ca Lục Gia Chu Gia Lý Gia đều không nghe điện thoại. Với lại công ty hợp tác giữa chúng ta phát thông báo, nói cắt nguồn cung cấp của chúng ta, chẳng nhẽ ông trời muốn diệt Liễu ra sao. Nhà chúng ta vẫn còn Bình Nhi, phía sau Bình Nhi. Con gái ngoan của tôi, nhất định phải giúp chúng ta, nhất định phải giúp Liễu ra, yên tâm bác cả. Có cháu ở đây, bây giờ cháu sẽ gọi điện thoại cho mộ ra nhờ bọn họ giúp liễu gia vượt qua cửa ải này thuận tiện nhờ liễu gia cử người tới xử lý những đồ vật không dùng phế vật phía sau gia đình tôi có thực lực thật sự các người không hề biết bình nhi nhà chúng tôi là con dâu chưa bước vào cửa của hào kinh thủ phủ mộ gia với lại việc kết hôn là gia tộc đệ nhất hào kinh tô gia nối tơ hồng bình nhi tài mạo vô song không giống loại người nào đó ăn uống của liễu gia nhưng chỉ hận liễu gia diệt vong Bây giờ có con gái tôi ở đây, Liễu ra sẽ không xảy ra chuyện, ngược lại sẽ nhảy tới cổng rồng, lại một lần nữa trở thành đệ nhất gia tộc Giang Lăng. Liễu ra chúng tôi có các người hay không không quan trọng. Chỉ cần có Bình Nhi và Hạo Nhi, chúng tôi mất đi ai cũng không quan trọng. Phế vật, chẳng phải chỉ một cuộc điện thoại mà muốn lật đổ Liễu ra sao. Đợi nào bố quá xem cao anh ta rồi, anh ta chính là nằm mơ giữa ban ngày. Mộ đại thiếu gia chắc là đang bận, cho nên không nghe điện thoại. Nhưng mà con đã gửi tin nhắn cho anh ta bảo rằng 20 phút nữa sẽ cử người qua. Thời khắc quan trọng may là có cháu gái của tôi. Liễu gia ta có sự kết thân với mộ gia, thì ở Giang Lăng chúng ta sợ gì nữa? Ha ha bác cả. Trong chuyện này có vấn đề, bác chắc chắn không tìm người điều tra rõ ràng sao. Và nhất về sau có chuyện xảy ra, tới lúc đó bác mới nghĩ cách, thì muộn rồi. Im miệng, tôi thấy cô đang đố kỵ với Bình Nhi. Mở miệng là nói lung tung. Đều là người liễu gia, một người gả cho mộ thiếu gia cao, cao cao tại thượng, một người gả cho tên công nhân chẳng là cái gì. Cô có biết vì cô, Liễu gia chúng tôi bị mọi người chế cười 5 năm. Xin hỏi ai là Liễu Tổng? Tôi tôi chính là Liễu Tổng. Ông là Ninh Vương có lệnh yêu cầu tôi đưa 1.000 tỷ. Hợp đồng hoa anh đào cho Liễu Tổng. Đợi chút, ông có chắc ông là Liễu Huyền Phi Liễu Tổng không? Tôi không phải. Hợp đồng là đưa cho Liễu Huyền Phi. Những người không có tư cách lĩnh. Tuyệt đối không thể Liễu Huyền Phi. Tại yến tiệc lâm thiên cô ta đã phá vỡ mọi thứ rồi. Ninh vương làm sao có thể? Có phải ông nhầm rồi không? Là liễu huyền phi đắc tội ninh vương? Cả tên phế vật này nữa, làm hủy yến tiệc đều lên tin tức rồi. Bây giờ cô ta là tội nhân của liễu gia, đồ mắt mù. Ninh vương đã chi rất nhiều tiền, tôi nói lại lần nữa, phần hợp đồng này là của liễu huyền phi, không đưa cho người thứ hai. Từ trên trời rơi xuống à? Đây là hợp đồng một nghìn tỷ đó, có thể mua hai liễu gia. Con gái, con còn ngây ngốc ra đó làm gì? Mau ký tên đi, phần hợp đồng hoa anh đào này thật sự đưa cho tôi sao nhưng tôi không quán biết ninh vương sao ông ấy lại đưa cho tôi cái này liễu tiểu thư chỉ cần ký tên cô đảo hoa anh đào lập tức đứng dưới danh nghĩa của cô ngoài ra chắc cô nhầm rồi không phần hợp đồng này không phải đến từ ninh vương mà đến từ một đại nhân vật đại nhân vật chẳng nhẽ các người còn chưa rõ liễu gia có được như ngày hôm nay tất cả đều dựa vào sự ban ơn của đại nhân vật này. tất nhiên liễu tiểu thư Cô có được ngày hôm nay cũng là vì đại nhân vật này. Chỉ là sau hôm nay, Liễu gia và nhân vật này sẽ không còn bất kỳ quan hệ này nữa. Vậy vị tiên sinh này, tôi muốn hỏi chút vị đại nhân vật này rốt cuộc là ai? Đại nhân vật này chính là cái này mà còn phải hỏi hả? Tất nhiên là vị hôn phu của tôi mộ đại thiếu gia rồi. Không không bình nhi con đợi một chút, con nói hợp đồng một nghìn tỷ này là mộ đại thiếu gia đưa tới. Đúng vậy, có phải có hiểu nhầm gì không? Mộ đại thiếu gia là rể hiền của Liễu gia chúng ta. Sao cậu ấy có thể giúp đỡ người bị chúng ta đuổi ra khỏi liễu ra chứ? Với vừa ra tay là một nghìn tỷ. Bác cả mộ thiếu gia cũng không phải kính lúc. Anh ấy chắc chắn không biết chuyện mà liễu gia vừa xảy ra. 80% thiếu gia vẫn cho rằng liễu gia. Do liễu huyền phi nắm quyền, liễu gia bước vào bờ vực phá sản. Cho nên mới kêu Ninh Vương tới cứu, với cả nới nặng thẳng ra. Từ hôm nay trở đi không còn quan hệ gì với liễu huyền phi nữa. Lời này giải thích thông rồi. Liễu Huyền Phi, cô hại Liễu gia thành cái dạng này thì thôi đi. Không ngờ còn muốn cướp công lao của người khác. Đại ca, vị tiên sinh vừa nãy rõ ràng nói, chú nói cái gì? Bố nào con ấy? Nhớ năm đó mẹ chú thượng vị trở thành tiểu tam sinh gia chú. Con gai chú càng không có mặt lại ở cùng với tên nông dân này. Nếu như không phải ông cụ dùng kế bắt nó về nhà, nói không chừng bây giờ vẫn đang chuyển gạch ở công trình. Ông nói cái gì? Bố tôi nói anh không được, ngay cả vợ mình cũng bảo vệ không được. Tên phế vật cậu chắc tới bây giờ vẫn chưa biết. Năm đó, Liễu Huyền Phi vì muốn cứu cậu và con bé cơm kia, tự mình buộc phải rời khỏi giang lăng, cùng chúng tôi diễn một màn kịch tình yêu cay đắng. Trên thực tế, cô ta đã bị Liễu Thị nhốt một năm. Thật sao? Tô Hoài tôi đã nói với anh rồi, ba năm này tôi sống không dễ dàng, còn anh không hề giúp tôi, ngược lại còn đẩy tôi vào vực thẳm. Liễu Huyền Phi không phải như vậy. Cô nghe tôi giải thích, tôi không muốn nghe anh giải thích, tôi đã nghe đủ rồi. Tô Hoài anh chỉ là tên phế vật. Còn không ngoan ngoãn nghe lời lão tử. Tìm một người có tiền rồi gả, dù sao thì cô cũng là món hàng cũ rất đáng tiền. Từ hôm nay trở đi không ai được động vào cô ấy, tôi không chỉ động vào cô ta, còn muốn bàn cô ta tới kỹ viện, anh có thể làm gì tôi? Tôi bảo mộ gia diệt môn anh. Tô Hoài anh mau bỏ anh ta ra, người của mộ gia thủ phủ đã tới rồi, chúng ta không đắc tội được đâu, tôi nói rồi chỉ cần cô mở lời. Tôi có thể cho cô tất cả những thứ cô muốn. Ngay cả bảo vệ an toàn cho cô. Anh ngay cả mình còn khó đảm bảo còn muốn bảo vệ cô ta. Súc sinh kia thả con trai tôi ra. Người mộ ra đã tới rồi tô hoài. Không buông tay ra thì tất cả các người đều chôn cùng nhau. Phế vật. Anh ăn gan hùm rồi đúng không? Lại dám phế tay của đại ca tôi. Tôi muốn anh lấy mạng đền. Xin lỗi vừa nãy trượt tay. Khốn khiếp. Anh thách thức giới hạn của tôi. Tôi phải chơi chết anh. Mua một tặng một. Anh nói đi, giới hạn của anh là gì? Đừng có dựa vào tí công phu của mình. Thì có thể làm loạn. Mộ gia sẽ không tha cho cậu đâu. Mộ quản gia, ông tới đúng lúc lắm. Ở đây có một tên phế phẩm vô sĩ. Không chỉ phế anh cả của tôi, mà còn xỉ nhục liễu ra. Ông nhanh chóng kêu người lôi anh ta ra ngoài xử lý. Ở đâu xuất hiện một tên rác rưởi. Tên phế vật này là chồng của Liễu Huyền Phi. Liễu ra mấy người này đã bị bắt cả tôi đuổi ra ngoài nhà rồi, nhưng mà bọn họ ra mặt dày, lì lộng không đi, còn lấy hợp đồng một 000 tỷ mộ đại thiếu gia, đưa cho tôi ký làm của riêng mình. Mộ quản gia chẳng nhẽ không phải Mộ đại thiếu right. chuyển đảo anh đào cho tôi sao Ồ tôi nghĩ ra rồi Đại thiếu gia từng nói Trước khi đại hôn sẽ tặng một món quà Liễu huyền phi Cô nghe thấy chưa Hợp đồng một nghìn tỷ này Rõ ràng là mộ đại thiếu gia tặng cho chúng tôi Còn đại nhân vật trong miệng ninh vương Từ trước giờ đều là mộ thiếu gia Đại ca nhị ca mộ quản gia Mọi người hợp đồng một nghìn tỷ này chúng tôi không cần nữa Bây giờ chúng tôi đi Được chưa Đứng lại Ai cho phép các người đi? Tất cả tai họa đều do tô hoài gây không ra, không liên quan tới chúng tôi. Đúng vậy, đều là người này. Cậu ta sắp ly hôn với con gái tôi nhưng trong lòng vẫn Nên chạy loạn gây chuyện khắp nơi. Bố mẹ, con nói gì đi nữa, tô hoài cũng là bố ruột của linh nhi. Ba năm này anh ta nuôi linh nhi cũng không dễ dàng gì. Mọi người không thể đối xử với anh ta như vậy. Lúc nào rồi con còn nói hộ tên phế vật này, muốn chúng ta chôn cùng cậu ta à? Con nhóc này đủ rồi. Muốn đi khỏi đây không phải là không được. Thứ nhất yêu cầu tên phế vật này hướng tới tất cả mọi người ở đây quỳ xuống xin lỗi thứ hai để lại hai tay và hai chân đánh người của cậu ta thứ ba chi phí tăng lễ của liễu lão ra hôm nay toàn bộ do anh ta đảm nhiệm mộ quản gia anh ta chỉ là một tên công nhân quèn túi còn sạch hơn cả mặt chứ đừng nói tới đảm nhiệm chi phí tăng lễ nếu không có tiền vậy chỉ có thể bán thân rồi tên phế vật này không đáng nhưng tiền. nhưng tôi nghe nói liễu huyền phi được ha ha liễu đại tiểu thư nếu cô muốn giúp cậu ta vậy thì phụ trách trả nợ đi Mộ quản gia ông muốn cậu ta bồi thường kiểu gì? Công tử Lý ra trời sinh tàn tật, nhiều hạn nhiều bệnh, nhưng Lý công tử đối với Liễu Huyền Phi tình cảm sâu đậm. Lý lão ra ngỏ ý muốn chi một nghìn vạn làm sinh lễ, cưới Liễu Huyền Phi vào cửa xung hỉ. Thì ra mộ quản gia vì chuyện này mà tới đây. Một nghìn vạn Liễu Huyền Phi, đây là chuyện tốt đó. Thế này đi tôi giấy danh nghĩa gia tộc Liễu ra quyết định, gả Liễu Huyền Phi cho Lý công tử. Đại ca, anh không thể đối xử với chúng tôi như vậy. Tên Lý Công ta có bệnh hoa liễu, loại bệnh này truyền nhiễm. Anh gả Huyền Phi qua nó, đây chẳng phải là ném con bé vào hố lửa sao? nề mặt chúng ta là người một nhà. Cầu xin mọi người tha cho con gái chúng tôi đi. Lý gia là gia tộc Giang Lăng. Các người có thể gả cho Lý gia. Thì đó là phúc phần kiếp trước của các người. Với lại dùng Lý công tử không có tác dụng. Thì so với một tên chỉ biết phất cờ đầu hàng, tên phế vật chỉ biết gây họa thì mặt mũi của bọn họ cô nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi nhưng có tác dụng gì đâu đây chẳng phải là mạng của tôi hay sao mạng là do mình không phải do bọn họ với cả cô còn tôi có cậu ôi cậu đừng có giả vờ nói linh tinh với tôi nữa chính bởi vì cậu cô ta mới như một hồn ma cô đơn còn nói có cậu tôi phỉ nhổ thì ra cậu chính là con khỉ náo loạn lâm thiên yến tiệc dựa vào quyền uy của mộ gia chúng tôi náo loạn điên cuồng tại yến tiệc nhưng cậu không nghĩ tới hôn ước giữa cậu và mộ đại tiểu thư chúng tôi chỉ là lát rồng thôi thì ra có quan hệ với mộ đại tiểu thư Thảo nào ngông cuồng như vậy, cậu ta có sao? quan hệ với mộ gia chúng tôi chứ? Cậu ta chỉ là lừa bọc gia hổ. Mượn lớp da của lão hổ. Tại buổi yến tiệc chiếm lợi thể hiện sự tự kiêu của mình. Sâu thối vẫn mãi là sâu thối. Sâu thối mặc lên lớp áo giáp của hổ. Vẫn sẽ bị người khác dẫm chết. Liễu Huyền Phi. Cô thấy chưa? Nếu cô vẫn không nhanh chóng cắt sạch quan hệ tới tên phế vật này, vậy thì sẽ rước họa vào thân. Nhân lúc bây giờ có một sự lựa chọn không tồi thì nên trân trọng đi. Mọi người nhất định muốn cháu gả tới Lý ra sao? Nếu cháu không đồng ý thì sao? Cô không đồng ý. Không đồng ý thì tôi sẽ khiến một nhà ba người các người biến mất khỏi Giang Lang. Đúng rồi. Còn cả con cơm kia nữa. Được rồi. Bữa cơm này ăn tới đây thôi. Phế vật cậu muốn làm gì? Hay cho một tên vương bát đản? Dám gây chuyện trong bữa tiệc của chúng tôi. Đừng hiểu nhầm tôi chỉ là đập bát ăn cơm của các người thôi. Cậu thật ngông cuồng. Hôm nay người mộ gia đang ở đây, cậu dám làm loạn, không sợ bị gạch tên của nhân gian à? Cậu đợi đấy bây giờ tôi gọi điện thoại cho Tổng Giám sát. Kêu ông ấy sắp xếp người tới bắt cậu vào tù, để cậu ở trong tù cả đời. Tô Hoài cậu hại chúng tôi quá thảm rồi. Giết trăm vạn đau sao cậu không chết đi? Bố mẹ đủ rồi. Tô Hoài chẳng phải vì muốn nhìn rõ bộ mặt của những người ở đây sao. Tôi muốn hỏi mọi người, có từng coi tôi là người của Liễu Gia? Nếu như không phải ông nội khi còn sống bảo vệ tôi, các người đã đuổi tôi ra khỏi liễu ra từ lâu rồi đúng không? Tôi bị các người bắt làm con tim suốt 3 năm. Tôi nhịn 3 năm. Bây giờ tôi không muốn nhịn nữa. Hay cho một đứa cháu mất dạy của liễu ra. Cô đợi đó cho tôi. Một quản gia người của tổng bộ giám sát bao giờ tới. Nhanh chóng lôi đám người không có mắt đó đi ra ngoài. Không cần. Thiên thần điện nhận vật đệ nhị. Tên phế vật này xong rồi. Đại tiểu thư cơn gió nào đưa cô tới đây? Làm cho 20 năm rồi, ngay cả chủ nhân tương lai cũng không biết. Chó trong nhà không hiểu chuyện. Tôi thay anh dạy bảo ông ta. Ngoài ra, chuyện trong yến tiệc lâm thiên tôi đã điều tra rõ ràng rồi, là do tôi nhận nhầm người, nhận chồng của mình thành tội phạm. Đại tiểu thư cô cô chuyện này. Sao cô lại cúi đầu với một tên phế vật? Đúng vậy đại tiểu thư có phải hiểu nhầm gì không? Là tên phế vật này phá nát bữa tiệc của chúng tôi, còn phế con trai tôi, còn xỉ nhục chị dâu cô. Phá thì cũng phá rồi, phế thì phế rồi. Có vấn đề gì sao? Không không có. Mộ đại tiểu thư, cô bảo vệ tên phế vật này. Hình như không phân rõ trắng đen. Cho dù như thế nào tôi cũng là chị dâu của cô. Cho dù cô không cho Liễu ra mặt mũi, ngay cả mặt mũi của anh trai cô và của tôi cô cũng không cho à. Chuyện của mộ ra. Từ bao giờ đến lượt một người ngoài thêm miệng vào? Đây là hôn ước anh trai tôi bảo tôi đem tới. Từ lúc này mộ ra và Liễu ra không có quan hệ gì cả. Không thể nào. Vừa giờ mộ đại tiểu ra còn nhắn tin cho tôi, nói rằng có văn kiện quan trọng đưa cho tôi. Không đúng. Phần hợp đồng một nghìn tỷ kia mới là thứ gia đưa cho tôi. Đại ca cô không thể nào đối xử cô với tôi. Cô đang nói linh tinh gì vậy? Trên giới mộ gia chúng tôi. Ông nội ra lệnh quân nhân không được kinh doanh. Đừng nói một nghìn tỷ. Cho dù mười tỷ cũng không có. Không thể nào. Ba năm nay, đại nhân vật sau lưng mộ gia không phải là mộ đại thiếu gia sao. Chẳng nhẽ là người khác. Hôn ước giữa mộ gia là Liễu gia. Vốn dĩ là do người đó. Bây giờ người đó và Liễu gia đã rũ bỏ quan hệ. Vậy hôn ước giữa cô và anh tôi cũng nên bỏ đi. Mộ đại tiểu thư người mà cô nói rốt cuộc là ai? Là tôi trách nhầm anh rồi. Về nhà mặc anh xử lý. Mộ tiểu thư mời tự trọng. Tôi biết anh ghét tôi, nhưng tôi sẽ dùng hành động chứng minh. Mộ tử quan tôi có tư cách làm vợ anh. Thì ra tên Tô Hoài này vẫn luôn có sự giúp đỡ của mộ đại tiểu thư. Thảo nào ngông cuồng như vậy. Ông nội nói với tôi. Ông đã định cho tôi một cuộc hôn nhân không thể từ chối. Chỉ cần tôi nhìn thấy người đó, nhất định sẽ thích. Lúc trước là tôi không thức thời gần như là gây ra lỗi lớn từ quan từ lúc 9 tuổi tới giờ, 13 tuổi vào thiên thần điện. Kim giáo ngựa sắp phóng lửa tất cả đều vì anh. 10 năm trước lần đầu tiên gặp anh tôi đã định rồi. Hôm nay tôi mới biết anh chính là người đó. Mộ tiểu thư không cần nói nữa, thế thì sao? Tên này cũng là là tên ăn bám đàn Chỉ cần liễu ra chúng tôi không đổ Một ngày nào đó tôi sẽ băm anh thành trăm ảnh Không cần ngày nào đó Hôm nay tôi sẽ lật đổ liễu ra các người trong vòng 2 phút thu lại tất cả mọi thứ của Liễu Gia. Đừng cho rằng sau lưng có mộ tiểu thư giúp đỡ là có thể bắt nạt chúng tôi. Tôi nói cho cậu biết mộ gia tổng quân, đại sở pháp lệnh, binh sĩ không thể kinh doanh. Cho dù nhà họ có quyền thế như thế nào, cũng không thể loại bỏ chúng tôi khỏi giới kinh doanh. Chỉ cần anh không làm chết tôi, sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ trả lại hết những thứ mất đi và lãi suất cho anh. Cái gì liễu ra phá sản rồi? Chúng ta nợ 700 tỷ. 700 tỷ đại ca. Liễu gia tiêu đời rồi. Đều do cậu ta đều do tên phế vật kia. Cậu ta dựa vào quan hệ với mộ gia, cưỡng ép và khống chế chúng ta. Tô Hoài cậu ép bọn họ như vậy. Làm như vậy là chặt đứt đường sống bọn họ sẽ không tha cho chúng ta. Chúng tôi đã biết quan hệ của anh và mộ gia rất thân thiết. Dừng ở đây thôi. Nếu không cậu sẽ có phiền phức lớn. Tô Hoài anh dừng lại đi. Liễu đại tiểu thư, vị hôn phu của tôi nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Không ai có thể phủ định, đừng có nói là lấy lại những thứ thuộc về anh ấy, cho dù xóa sổ liễu ra khỏi thế giới này cũng không ai dám phản đối. Bố bây giờ tên phế vật này có quan hệ với mộ gia. Chúng ta đấu không lại anh ta. Mộ gia ỷ quyền thế diệt chúng ta. Đây hoàn toàn là lạm dụng quyền lực mà. Chỉ cần chúng ta kiện lên Hào Kinh, nhất định sẽ trả lại công đạo. Bố tôi nói đúng, mấy năm nay thông qua mộ đại thiếu gia ở Hào Kinh, cũng quen một vài người có tác dụng mọi người yên tâm. Món nợ hôm nay chúng ta sẽ tính đầy đủ. Liễu Huyền Phi, từ trước tới giờ tôi không hề biết cô phải trải qua những ý tới này. Linh Nhi. Chúng ta bắt đầu lại đi, không cần tô hoài. Tôi đã không còn tình cảm với anh rồi. Tôi biết anh làm như vậy là thương hại tôi. Nhưng mà không cần. Liễu Huyền Phi tôi tung hoành ở dưới kinh doanh giang lăng nhiều năm. Có phong ba bão táp gì mà chưa gặp qua. Không lâu sau, tôi sẽ đứng dậy. Làm lại từ đầu. Tới lúc đó anh phải trả Linh Nhi lại cho tôi. Dù sao thì, anh và mộ đại tiểu thư đã có cuộc sống mới. Tôi và mộ tử quan là không thể. Tô Hoài tôi sẽ chứng minh với anh. Từ đầu tới đuôi tôi luôn là người đứng bên đỉnh cao, còn anh phải suy nghĩ tốt vào. Có phải vẫn tiếp tục sống cuộc sống phụ thuộc vào người khác? Nếu đã như vậy, tôi hiểu rồi. Tôi còn một thỉnh cầu cuối cùng. Ngày kia là sinh nhật của Linh Nhi. Chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Phi Nhi con chắc là mình muốn rũ bỏ quan hệ với cậu ta không? Người này bệnh nặng lắm rồi. Không thuốc cứu chữa. Con đã cho anh ấy rất nhiều cơ hội rồi nhưng anh ấy vẫn khiến con tuyệt vọng nhưng bố lại cảm thấy tên tô hoài này không giống chẳng nhẽ việc lật đổ liễu ra là do năng lực của cậu ta tên phế vật đó đầu óc đơn giản tư chi chậm phát triển ngoài gây họa ra thì còn có năng lực gì chỉ là dựa vào hào quang của mộ gia lời chính là như thế bây giờ cậu ta dựa vào hào quang mộ gia mà đắc ý mà chúng ta thì không có gì không thì khiến con gái chúng cho cậu ta một cơ hội nữa chúng ta mượn tô hoài view tốt vào mộ gia sau đó làm lại từ đầu con gái mẹ thấy bố con nói đúng lắm. Không thì con coi như đang dẫm phải một con chó, làm lại từ đầu, thuận tiện đón Linh Nhi về. Tô Hoài Bộ đại tiểu thư, tôi biết anh ghét tôi, tôi tới tìm anh không phải vì quyền thế và bối cảnh của anh. Trận tuyết to phong tỏa thành 9 năm trước, ông nội dẫn tôi đến tô ra chúc mừng. Chỉ có tôi nhìn thấy tô đại thiếu gia, nhị thiếu gia bị 10 tên sát thủ nước ngoài ám sát trong vườn tuyết vốn dĩ bọn họ định ra tay với tôi nhưng một chàng trai với thanh kiếm dài vượt qua vòng vây vượt qua gió tuyết cứu tôi cô chính là tiểu cô nương đó nhưng bọn họ trước giờ đều không nghe lời giải thích của một tiểu cô nương đều cho rằng anh là hung thủ thế sự xoay vần những chuyện này đã không quan trọng rồi không quan trọng trong lòng tử quan anh chính là anh hùng cho nên tôi thề nhất định phải trở thành đại sở đệ nhất thần bộ rửa sạch khói bụi cho anh ý tốt của cô tôi xin nhận Tôi hoài tôi không quản 10 năm anh đã trải qua những chuyện gì. Nhưng cậu tôi đã nói muốn đứng trên bầu trời. Thì phải bước vào địa ngục trước. Tôi mặc kệ anh là ai? Tôi chỉ muốn nói cho anh biết. Từ quan tôi có thể trở thành một người vợ tốt. Là một người mẹ tốt của Linh Nhi. Ba ngày sau là sinh nhật của Linh Nhi. Thân là mẹ. Tôi sẽ tới. Anh thích ăn cái gì? Chú ba lão già bệnh nặng. Chỉ muốn gặp mặt cậu. Sai lầm năm đó. Ông ấy đã hối hận từ lâu. Bây giờ ông ấy chỉ anh giao tô ra cho một người đúng đắn biên giới tạm thời gấp gáp hung thủ giết đại ca và nhị ca cậu 10 năm trước lại xuất hiện lần nữa bọn họ đến từ năm nước hiệu là long kỳ phi tướng bây giờ bọn họ đang liên kết các tổng phạm vô danh dẫn quân xâm chiếm trung nguyên ba chúc mừng chú ba công chúa linh nhi hồi phục rồi ba năm qua thiên quân giúp lão đại trị bệnh cho linh nhi đã tìm rất nhiều thiên hạ danh ý bây giờ tiểu thư đã khôi phục sức khỏe đây là chuyện đáng vui cần chúc mừng thanh quân đối xử với tôi như quốc sĩ tôi bắt buộc phải báo đáp cho quốc sĩ lão đại cậu nói như vậy là muốn nắm quyền thiên thần điện một lần nữa vậy thì quá tốt rồi các người quay về nói với ông cụ nghỉ ngơi cho tốt đợi tôi quay lại chú ba cậu tha thứ cho ông cụ rồi ông cụ mà biết thì vui lắm quá tốt rồi ô đúng rồi ngày mai là sinh nhật của công chúa linh nhi ông cũng muốn mời tất cả hào môn thiên hạ các quyền quý danh môn đại sở tới chúc mừng tôi biết chú ba không thích khoa trương lãng phí nhưng mà ông cụ có lòng vậy mẹ có tới không à chú ba vậy ngày mai đích thân tôi đi đón liễu tiểu thư vậy mẹ sẽ đi sao sẽ không sẽ không đi nữa bố mẹ bố mẹ nhất định phải gọi tô hoài tới đây ăn cơm à chúng ta mời cậu ta ăn là vì muốn cậu ta móc nối chúng ta với mộ gia trong lòng con không cần phụ trách coi như đây là kinh doanh thôi con gái mẹ biết con hận cậu ta nhưng ai kêu tên phế vật này có giá trị lợi dụng chứ? Chúng ta bóp khô cậu ta rồi sẽ vứt đi. Ý của con là tiền ở đây rất cao. Được rồi, gọi điện thoại cho cậu ta đi. Tên phế vật cậu sao tới rồi? Tô Hoài tôi biết cậu không buông được Phi Nhi, nhưng mà dẫn trẻ con tới đây. Diễn màn kịch theo đuổi này thì quá đáng rồi đó. Chúng tôi chỉ là tới ăn cơm, nếu không có chuyện gì khác thì chúng tôi đi trước. Nếu đã tới rồi thì ngồi xuống cùng ăn cơm xong rồi đi. Linh Nhi, mẹ gọi kem Italy cho con. Có phải từ trước tới giờ chưa từng ăn qua? Hôm nay muốn ăn cái gì cũng được, bà ngoại mời, cháu gái ngoan đi theo bố cháu phải chịu ấm ức rồi, ngày nào cũng ăn những đồ ăn rác rưởi kia, đối với sức khỏe không tốt. Linh Nhi đi theo người bố phế vật, cả đời cũng không ăn được những thứ này, chỉ là không sao, về sau ông bà ngoại chăm sóc cháu, còn người bố vô dụng này, tự sinh tự diệt là được rồi cậu cũng ngồi đi. Vừa kheo có chuyện muốn thương lượng với cậu. Ban đầu Phi Nhi lựa chọn cậu. Đi theo anh chịu ấm ức hai năm anh còn nhớ không? Bố đều đã qua rồi. Con gái à bố con nói những chuyện này là để tên thế vật này không quên. Tôi thấy cậu cũng không phải là người vong ân bội nghĩa. Bây giờ cậu víu vào mộ ra trở thành con rể của đại gia tộc. Còn liễu ra chúng tôi vì cậu mà phân tán ly biệt. Rốt cuộc mọi người muốn nói tôi gì? Tôi nói cậu, phế vật đừng cho rằng mình làm còn rể. Cậu có thể dùng loại ngữ khí này nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi mời cậu ăn cơm là xem trọng cậu. Cậu đừng có không nể mặt. Không cần. Bây giờ tôi thông báo cho cậu, phía Huyền Phi gặp phải chút khó khăn. Tôi hy vọng cậu có thể nói một câu với mộ tiểu thư, nhờ mộ gia giúp Huyền Phi quay lại đỉnh cao. Sau khi xong việc sẽ không thiếu phần của cậu. Xin lỗi tôi không thân quen với mộ gia, mọi người tìm nhầm người rồi. Cho cậu mặt mũi rồi đúng không? Bố lúc trước con chưa từng hy vọng với Tô Hoài, bây giờ con cũng không có hy vọng đó. Tô Hoài anh không có việc gì thì ăn xong rồi rời đi đi, ngại quá các vị. Cửa hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi, mời mọi người thanh toán hóa đơn trước. Chúng tôi còn chưa động đũa. Thanh toán cái gì? Cậu có thái độ phục vụ gì đó? Tôi kiện cậu giờ, đây là quy định của quán chúng tôi, chỉ cần mọi người thanh toán thì muốn kiện kiểu gì cũng được. Được rồi tôi nhớ cậu rồi, nói đi, bao nhiêu tiền? 794,800 vạn. 794,800 vạn cái gì mà đắt vậy? có phải là quán lậu không? Tôi báo cảnh sát, chúng tôi là nhà hàng 7 sao. Giá cả công khai, tôi nhìn ra được các người là kẻ nghèo khó từ lâu, không ăn nổi thì đừng có giả vờ giàu có. Cậu nói gì, cậu nói gì? Bình rượu đỏ trên bàn giá 40 vạn. Tôi tưởng các người biết nhìn hàng cơ, thì ra là một đám nhà quê. Sao gọi nhiều như vậy Xin chào tôi là Liễu Huyền Phi, tôi là đệ nhất tổng tài Giang Lăng. Chắc là anh nghe qua tên tôi rồi, bữa cơm này. Có thể nợ không? Cái gì nữ tổng tài Giang Lăng? Lão tử chưa nghe qua bao giờ, ăn cơm trả tiền là lẽ đương nhiên. Các người chạy tới đây ăn uống xa hoa, thấy thấy các người chán sống rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tô Hoài sao đi tới đâu tôi cũng gặp anh vậy. Ba ngày ban mặt anh đừng có làm loạn. Thím ba chú ba các người sao vậy? Ha ha Bình Nhi cháu tới đúng lúc lắm. Vừa khéo chúng ta gặp vấn đề, cần 80 vạn, chỉ 80 vạn. 80 vạn này, Bình Nhi à cháu lại đại cứu tinh của chúng ta, Tôi có nói là sẽ giúp các người hà, mới một ngày không gặp, ngay cả bữa cơm cũng không ăn nổi, thật là mất mặt. Tôi là chú ba của cháu. Cháu không thể gặp chết không cứu, chúng ta là người thân. Đừng gây sự nữa theo tôi thấy. Ông chỉ là một con chó liễu gia nuôi mà thôi. Cô cô, em gái, không ngờ rằng cô vẫn ở một chỗ với tên đen đủi này, thảo nào tới cả bữa cơm cũng không ăn nổi. Liễu Bình chúng ta đều là người liễu gia, bây giờ liễu gia gặp khó khăn chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau. Bữa cơm này tôi tự mình nghĩ cách. Cô thì có cách gì chứ? Theo tôi biết, bây giờ ngay cả một vạn cô cũng không móc ra được. Ô đúng rồi, quên không nói cho các người biết. Liễu gia không hề kết thúc, bởi vì bởi vì có tôi nên Liễu gia xây lại ngày hôm nay. Liễu Huyền Phi đáng nhẽ những thứ này đều là của cô, nhưng cô không biết trân trọng. Cứ ở trước mặt tôi, dây dưa không đứt với tên phế vật này. Tôi đã nói với cô từ lâu, anh ta sẽ khiến cô rơi xuống vực thẳm vạn dặm. Thế nào? Thấy tuyệt vọng rồi à? Cô và bố cô vốn dĩ không phải là người Liễu gia. Bây giờ ông cụ không còn nữa. Các người nên biến mất cùng ông cụ đi. Các người nhất định phải ép tôi tới đường cùng đây sao? Đây là do cô tự chọn. Cô biết không, khi cô dẫn tên phế vật này bước vào liễu gia, thì chỉ định cô và anh ta giống nhau trở thành người hạ đẳng, chỉ định bị người khác vui đùa. Tạp chủng mày dám đẩy tao, tao đánh chết mày, tô Anh làm gì? Ở đây có bảo vệ chính sao? Anh đừng làm loạn. Còn đứng ngây ngốc đó làm gì? Nhanh chóng vào đây đuổi họ ra ngoài tô tổng trị cả mọi người có việc gì thì nhằm vào tôi có thể tha cho bọn họ không kể từ khi hai người hàng gắn lại với nhau thì cô không có tư cách bàn bạc với tôi giới thiệu với mọi người một chút liễu bình chủ mới của liễu gia là vị hôn thê của tô duệ uyên tôi còn cô là món hàng cũ mà tôi khinh thường liễu huyền phi không ngờ tới nếu không vì tên chồng phế vật này của cô thì sao tôi có thể bước vào tô gia chúng tôi đều bị đuổi ra khỏi liễu gia rồi các người còn muốn thế nào bây giờ biết cầu xin rồi à muộn rồi lúc đầu cô cao ngạo với tôi thì lúc đó cô nghĩ gì tôi em gái đáng nhẽ tôi phải chụp lại bộ dạng giống quỷ của cô sau đó phát lên mạng để tất cả mọi người đều thấy từng là nữ tổng tài đệ nhất bây giờ đến mức một bữa cơm cũng không ăn nổi tin tức quá mới mà làm loạn đủ chưa đủ rồi thì lập tức thanh toán hôm nay tô công tử giá lâm quán của đừng chúng tôi đừng để ảnh hưởng tới khẩu vị của tô công tử nhưng mà tôi không có nhiều tiền như vậy không có thì ở lại đây làm công 30 năm. 50 năm, lúc nào trả xong thì cút, ông đi lao đĩa. Mẹ nó anh dám đánh tôi, chẳng phải chỉ có 80 vạn sao. Quẹt thẻ, trong thẻ của anh thật sự có 80 vạn sao. Nghĩ nhiều rồi anh ta là một tên công nhân, chuyển vạch cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Phế vật tôi biết anh rất giỏi đóng kịch, nhưng thực lực thật sự đang ở phía trước. Những thứ giả dối của anh không tính. Tôi biết anh được mộ tiểu thư bao dưỡng chéo ngược, nhưng mộ ra tuân thủ đại nghĩa. Ngoài lương quân đội ra thì không có nguồn thu nhập khác. Cho dù Mộc Tiểu Thư sủng ái anh, cũng không thể cho anh 80 vạn. Để anh có thể tới đây quẹt thẻ. Nếu Đại Tiểu Thư nói không sai, anh dám chơi tôi. Trương Tổng, có người tới gây sự. Anh mở to mắt ra nhìn cho rõ. Tiền trong thẻ cho anh cả đời cũng không tiêu hết. Ở đây có người ăn uống cao sang, còn lấy một tấm thẻ hỏng tới dẫn với tôi. Tôi nghe nói quý công ty khách hàng tiêu thụ ít nhất là 10 vạn. Sao bây giờ loại người nào cũng thả vào được vậy? Thì ra là tô công tử. Ngại quá tô công tử. Ý kiến của anh chúng tôi sẽ sử dụng đồ chó, là các người ăn sang trọng đúng không? Tấm thẻ này hình như tôi thấy ở đâu rồi. Tấm thẻ này là tên nông dân kia cầm tới. Nói không chừng là nhặt được ở trên đường. Trương Tổng vừa nãy tôi thử rồi ở bên trong không có tiền, mù mắt chó. Đẻ đen cao quý VIP số 001 của cửa hàng, post thông thường không thể quẹt được thẻ. Mau lấy máy chuyên dùng của khách quý tới đây. Tôn quý số 001 VIP tiên sinh. Xin chào. Lần này tiêu thụ của anh là 79 Hạn mức thẻ vẫn còn 32 tỷ. Về sau tuyển người tìm người bình thường. Nghe chưa? Anh bị thanh lý rồi còn không cút nhanh. Trương Tổng, tôi Tổ công tử anh ta lại có thẻ VIP 001. Sao có thể? Trương Tổng có phải nhầm rồi không? Tấm thẻ này nhất định có vấn đề. Tôi công tử liễu tiểu thư tấm thẻ này là hàng thật. Ồ đúng rồi khách quý trên tầng bao phòng. Giữ vị trí cho mấy người này dùng. Mời mọi người tới phòng khách. Vớ vẩn. Ông muốn tôi nhường chỗ cho tên phế vật. Hôm nay là yến tiệc của khách quý 001. Vô dĩ lúc ban đầu kinh doanh cung đình này để phục vụ một mình người đó. Để cho các người ăn cơm ở đây đã là nể mặt rồi. Đừng không biết điều. Ông đợi đó cho tôi chúng ta chưa xong đâu. Ngày mai, ngày mai Giang Lăng sẽ xuất hiện một đại nhân vật cửu đỉnh trí tôn. Hôm nay tôi tạm thời tha cho anh. Đợi tôi tiếp đãi mấy người đó xong. Lại tặng anh những buổi tối bình yên. Tô Hoài tấm thẻ này anh từ đâu mà có? cả hơn 30 tỷ bên trong nữa. Chút tiền này có tính là gì, không tính là gì. Đây là con số thiên văn đó. Nhiều tiền vậy cậu lấy từ đâu? Chắc không phải làm mấy chuyện, không nhìn mặt mũi người khác được đó chứ. Tôi nói này tên phế vật cậu đừng hạ chúng tôi nữa, cho dù mộ tiểu thư đối xử tốt với cậu. Anh cũng đừng gây loạn như vậy nữa. Mộ gia là đệ nhất nguyên lão ở đại sở, ông cụ anh liệt cả một đời. Nếu vì anh mà gây ra những hậu quả không mong muốn, tùy cô muốn nghĩ sao thì linh nhi chúng ta đi. Mẹ tạm biệt khốn khiếp lại dám lấy danh nghĩa của mộ tiểu thư để tham lam công quỹ bố thấy thời gian của cậu ta không còn nhiều rồi cái thứ chỉ dựa vào người khác như vậy chúng ta cách xa cậu ta chút miễn rước họa vào thân bố mẹ yên tâm đi con nhất định sẽ đòi linh nhi về à vừa giờ có phải linh nhi đã nói chuyện rồi chết tiệt lại khiến tên phế vật kia giả về thành công rồi lão tử muốn lột ra anh ta tô công tử bớt giận tên phế vật kia chẳng qua là dựa vào mộ ra sao đợi anh lên nắm quyền tô ra thuận thế nắm luôn mộ ra tới lúc đó xử lý một con chó có phải là lúc nào trả được cô nói đúng trước mắt chuyện quan trọng nhất là yến tiệc ngày mai nghe nói ông cụ vì nhân vật thần bí này đã dùng tới tất cả nguồn tài nguyên có thể dùng của tôi ra ngày mai tôi sẽ đưa món quà này lên đại nhất vậy này nhất định sẽ rất vui lúc đó vị trí của tôi là ở dưới một người trên vạn người rốt cuộc đại nhân vật này là ai người này thiên mệnh cửu đỉnh ngay cả thiên quân đại sở cũng phải chúc mừng tôi đoán người này chính là điện chủ thiên thần điện Tô công tử, tới lúc đó, tới lúc đó anh sẽ là đại công thần bên cạnh điện chủ, thiên thần điện rồi. Cô ở bên cạnh mộ thiếu gia lâu như vậy, anh ta thật sự chưa odeo de -g -g vào cô, nếu anh không tin. Bây giờ anh có thể nghiệm hàng. Em trai chuột chuyển nhà mới, nó nhìn đông nhìn tây. Chú ba mộ tử quan vào đây phải nửa ngày rồi, xem ra cô ấy và linh nhi công chúa rất hợp với nhau. Đưa cô ta về, chú ba. Có những chuyện không thích hợp nói thì không nói. Thực ra bệnh của công chúa linh nhi có một nửa là công lao của mộ tử quan. Ông nói cái gì? Thiên quân chỉ cử thần y tuy y thuật cao siêu, nhưng căn bệnh kỳ lạ của linh nhi, ông ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Về sau là mộ tử quan dùng tu vi của bản thân mình làm thuốc dẫn bệnh của linh nhi mới. Linh Nhi ngủ rồi, tôi đi trước đây, tôi đưa cô về. Không cần. Mộ tiểu thư tôi thay Linh Nhi cảm ơn cô. Cô bé Linh Nhi này rất dễ thương, tôi rất thích nó. Nếu như tôi chỉ nói nếu như, nếu như anh không thể buông bỏ được cô ấy, có thể để con bé làm con nuôi tôi không? Mộ tiểu thư sao cô phải khổ vậy? Coi như báo đáp ân tình anh cứu mạng tôi. Ngày mai là sinh nhật Linh Nhi, cô nhất định phải tới. Tất nhiên rồi, nghe nói anh phải rời khỏi Giang Lang quay về Thiên Thần Điện. Đáng tiếc tôi lại không có cơ hội. Cùng anh đứng trên chiến trường giết địch, anh nhất định phải bình an trở về. Linh Nhi cần anh. Hôm nay là yến tiệc sinh thần của Thiên Kim Điện Chủ Thiên Thần Điện. Có mời danh môn tứ phương, quyền quý cửu châu. Tô Hoài hôm nay tôi có một yến tiệc cực kỳ quan trọng liên quan tới Liễu gia quay lại đỉnh cao, cho nên sinh nhật của Linh Nhi, anh nói một câu chúc mừng sinh nhật với con bé. Bận xong tôi sẽ gọi anh. Bố à thực ra có bố và gì là đủ rồi Gì mà con nói là ai Tất nhiên là dì mộ rồi Con rất thích dì ấy Tô ra vì chúc mừng sinh nhật thiên kim điện chủ điện thiên thần đưa lên Đế vương ngọc trị giá 2 tỷ Ninh vương lúc trước là tôi không đúng về sau chúng ta đều là người của điện chủ thiên thần rồi. ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng sẽ gặp mà. Liễu gia liễu huyền phi chúc mừng sinh nhật con gái điện chủ. Phần lễ vật này mời Ninh Vương nhận hộ. Cảm ơn. Ồ, cơn gió nào thổi liễu tổng tài tới đây vậy? Không phải chứ, yến tực của điện chủ thiên thần. Sao cô lại tới đây? Tôi nhớ tất cả ở đây đều là danh môn quý tộc. Giá trị bản thân ít nhất cũng phải trăm tỷ. Mạo muội hỏi Liễu Tổng, giá trị bản thân bây giờ của cô là bao nhiêu? Giá trị bây giờ của tôi là, lén lén trà trộn vào thì thôi đi. Lại dám đưa đồ 300-500 đồng tới, làm lễ vật cho điện chủ. Sao cô lại không cần mặt mũi như thế? Liễu Bình xin chị tôn trọng với tôi một chút. Đại Yến hôm nay, tôi cũng nhận được thiệp. Sao cô không nói là thiên thần điện chủ nhìn chúng cô? Kêu cô tới làm phu nhân điện chủ. Tô Tổng Anh nói linh tinh gì vậy? Sao nào tôi nói không đúng à? Liễu huyền phi loại người không đáng giá một đồng như cô. Đồ hàng cũ thân bại danh liệt lại dám chạy tới đây, chẳng phải tự rước lấy nhục nhã à? Đủ rồi liễu huyền phi là do tôi mời. Ninh Vương. Thì ra là ông, tô công tử thôi đi. Tôi thấy Ninh Vương mời cô ta tới đây, chẳng qua cũng là làm trò cười ở đây. Ông nhìn bộ dạng nghèo khổ cô đơn của cô ta, Lát nữa bao xung quanh là những danh môn quyền quý, chắc là cô ta phải tìm một cái động để chui, nếu đã tới đây để mất mặt. Sao không dẫn tên phế vật Tô Hoài kia tới, dù sao thì hai người mới là trời sinh một cặp. Tô Hoài anh ấy, Liễu Huyền Phi là do tôi mời tới, có vấn đề gì không, anh? Anh có tư cách gì? Ha ha ha. Tôi biết rồi. Chắc chắn là anh lén lút đưa cô ta vào, dù sao chui lỗ chó cũng không phải lần đầu tiên tô hoài sao anh ở đây tất nhiên là tới tổ chức sinh nhật cho linh nhi tô hào anh đừng gây chuyện nữa đây không phải nơi mà anh cần tới linh nhi đâu nhanh đưa con bé rời đi yến tiệc ngày hôm nay là chuẩn bị cho linh nhi đừng nằm mơ nữa phế vật sao anh không nói anh là điện chủ của thiên thần điện nếu không thì sao chẳng nhẽ là anh tôi không dám hôm nay quyền thế tụ tập tuy tôi là gia chủ của tô gia nhưng ở dưới thiên thần điện cũng không dám chiếm hào quang chủ nhà phế vật thiên thần điện là chủ của quốc gia của đại sở anh ở trước mặt nhiều người dám bất kính với điện chủ thật sự cho rằng bản thân có chín cái mạng pha cho dù có chín cái mạng hôm nay cũng phải bồi mạng ở đây tại hạ diệp phong giang lăng thương hội giang lăng giấy ký bằng máu bài kiến điện chủ thiên thần điện mong điện chủ làm chủ giải oan cho tôi loại trừ tên Tô Hoài này, yên ổn giang lăng. Không ngờ đúng không, Tô Hoài, ngày đó anh dựa vào quyền thế mộ ra tiêu diệt các gia tộc giang lăng. Nhưng có từng nghĩ Diệp Phong tôi mạng lớn, trời không diệt tôi, hôm nay có điện chủ ở đây, co dây ký máu, nhất định sẽ cho tôi một công đạo. Công đạo, anh muốn công đạo gì? Một con kiến mà cũng dám chọc trời. Ngày đó anh bám víu quyền thế dùng kê sách đối kháng các gia tộc. Chỉ một câu, tội đáng chết nói đi nói lại anh vẫn chưa nhận ra lỗi sai của mình tất nhiên diệp phong anh có biết tại sao gia tộc của giang lăng tôi chỉ giữ lại anh không ha 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 tất nhiên tôi hiểu năng lực của tôi không phải chỉ dựa vào một câu nói của anh là có thể lật đổ điểm này anh không hiểu à Tô Hoài đừng gây chuyện nữa. Người tổ chức yến tiệc ngày hôm nay không phải người anh có thể ngồi vương cũng phải phục tùng người đó. Anh không sợ nếu tắc tội anh ấy thì cửu tộc khó sống sao? Nếu tôi nói người đó là tôi thì sao? Anh bệnh phát điên rồi đúng không? Ngoài Diệp gia Diệp Phong còn ai muốn chấn áp tôi nữa? thì đứng ra đây. Liễu gia không phục. Liễu gia nguyện ý cùng Diệp gia loại bỏ Tô Hoài. Đồ khốn không ngờ rằng có thể gặp anh ở Đúng đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Bây giờ tôi đã có chứng cứ anh dựa vào. Mộ gia tự làm chỉ cần tôi giao chứng cứ này ra, anh và mộ gia đều chơi chết. Ngoài các người, còn ai không? Xem ra chỉ có các người thôi. Anh có biết mình đang nói gì không? Những người đang ở đây đều là quyền quý của toàn thành phố. Bọn họ chỉ cần cử động nhẹ một ngón tay thì có thể nghiền nát xương anh. Tô Duệ Uyên, anh có biết tại sao hôm nay tôi gọi anh tới không? Chuyện gì? Tôi muốn anh biết chó vẫn là chó. Vĩnh viễn. Ha ha ha. Thật là không biết nói gì nữa. Anh cho rằng anh vẫn là tam thiếu gia tô già à? Tôi vẫn là tên nhóc bị anh quát tháo nữa à? Tôi nói cho anh biết. Hôm nay tôi tới đây là để tặng lễ vật cho thiên kim thiên thần điện. Anh nói anh mời tôi tới đây. Con mẹ nó anh có bệnh à? Anh ấy là người như thế nào anh sẽ sớm biết thôi. Mộ đại tiểu thư, đến bây giờ cô vẫn bảo vệ anh ta. Người đàn ông của mộ tử quan tôi không cần phải bảo vệ, cho dù cần. Tôi cũng có thể trả giá mọi thứ vì anh ấy. Mộ gia cô trở thành công lao đại sở, thế đại tổng quân. Địa vị ở đại sở không ai động vào được. Nhưng chính vì vậy, mộ tử quan cô càng không thể làm loạn. Hôm nay có điện chủ làm chủ đòi công đạo cho chúng tôi và tên phế vật này sợ rằng sắp cùng nhau biến mất. Cho dù như vậy, tôi cũng tình nguyện ở bên anh ấy. bộ đại tiểu thư, tôi và Tô Hoài quen nhau 5 năm. Anh ta là dạng người gì tôi quá rõ. Chúng ta đều là phụ nữ. Tôi khuyên cô một câu, lúc trước tôi cũng mê muội như vậy. Nhưng kết quả chỉ có thể giống như tôi. Cùng một lỗi sai. Liễu Huyền Phi, lỗi sai trong miệng cô là chỉ Tô Hoài đúng không? Cô có biết anh ấy là người như thế nào không? Cô có biết trên thế giới này quan trọng nhất? Không phải là sự vinh quang giàu có, các người ở bên nhau 5 năm. Cô thật sự biết anh ấy là ai không? Mộ đại tiểu thư anh ta là ai tôi biết rõ hơn cô, cô không biết, cả đại sở này không có ai giống người đàn ông này, ít nhất trong lòng Mộ Tử Quan, không là anh ấy thì không gả, à. Mộ đại tiểu thư, tôi cũng chỉ là có ý tốt khuyên cô thôi, cô không hề biết mọi thứ về anh ta. Tôi lãng phí thanh xuân 5 năm bên anh ta và rất nhiều tinh thần, đổi lại chỉ có tuyệt vọng. Liễu Huyền Phi cô thật sự bỏ ra nhiều như vậy sao? Tôi, cô không có, trong mắt cô chỉ có cô thôi. Sự si mê của cô so với sự hy sinh của anh ấy thì không đáng nhắc tới. Cô bỏ ra và việc anh ấy làm, cho liễu ra chỉ là nước bỏ trong xô thôi. Tôi hỏi lại, cô biết hôm nay là ngày gì không? Mộ đại tiểu thư, rốt của cô có ý gì? Hôm nay là sinh nhật Linh Nhi, thân là mẹ chẳng phải cô nên ở bên cạnh con bé sao? Tất nhiên tôi sẽ ở bên cạnh con bé. Đợi tôi xử lý chuyện bên này xong, tôi sẽ quay về ở bên con bé. Con bé ở đây. Linh Nhi, Linh Nhi. Tô Hoài bây giờ anh lập tức trả Linh Nhi cho tôi. Nếu không, nếu không thì sao? Nếu không, tôi sẽ cùng với bọn họ kiện anh với điện chủ. Loại bỏ anh. Tốt lắm, rất tốt. Mặc kệ nói như thế nào, con gái là do tôi sinh ra. Làm gì có người mẹ nào có thể bỏ con mình. Tô Hoài anh tổn thương tôi. Tôi có thể xì xóa. Nhưng hôm nay anh nhất định phải trả Linh Nhi lại cho tôi. Anh không thể cho con bé chỗ dựa, cũng không thể cho con bé tương lai. Cô không xứng làm một người mẹ. Sao tôi không xứng? Tôi có thể cho con bé cuộc sống vô lo vô nghĩ. Tôi xứng hơn anh. Con bé chỉ có thể ở với tôi, trong mắt cô. Chỉ có tiền. Năm đó tôi bị ép rời khỏi mọi người làm giả tăng lễ. Không tiếc vứt bỏ con gái. Tôi làm như vậy chỉ muốn nó có cuộc sống tốt hơn thôi. Nếu không thì tôi vì cái gì? Linh kỳ vừa sinh ra đã không nghe thấy. Tôi không thể khiến nó và tôi giống nhau, gả cho một người đàn ông không có tác dụng. Tô Hoài, những hy sinh của tôi anh không hề biết. Ha ha ha. Sự vô dụng của một người đàn ông là từ lúc anh ta bị người thân bỏ rơi, người phụ nữ anh ta yêu cũng bỏ rơi. Nhưng anh ta vẫn bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng. Tô Hoài à Tô Hoài. Bây giờ anh có cảm nhận gì đau khổ tuyệt vọng? Hay là rằng vặt tiểu tạp chủ? Về sau tất cả những thứ anh lấy từ tôi, hôm nay tôi bắt anh nôn từng thứ một ra và đền 10 lần. Anh phá hỏng đám tang của ông Haji liễu ra chúng tôi phá sản. Tất cả mọi thứ tôi sẽ tính với anh. Khởi bẩm Ninh Vương, xin ông mời chủ nhân của ngày hôm nay xuất hiện. Tôi có việc cần bẩm báo. Liên quan tới tương lai giang lang càng khôn vẻ vang, trắng đen rõ ràng. Yêu cầu của ông tôi phản đối. Ngoài ra từ giờ trở đi. Liễu gia biến mất khỏi giang lang. Ha ha ha. Cậu cho rằng cậu là ai, điện chủ điện thiên thần? Hôm nay cậu dẫn tới tiểu tạp chủng, xem ra đã chuẩn bị trước rồi. Giả vờ là điện chủ tuyệt thế song toàn. Lại một lần nữa diễn lại sự việc của Yến Tiệc Lâm Thiên Nhưng mà bố Ở đây không có ai nghi ngờ thân phận của anh ta Có khi nào là thật Tuyệt đối không thể Đại ca Tô Công Tử đứng trước mặt anh Là người hiểu rõ tên phế vật này nhất Còn có Liễu Huyền Phi ở cùng anh ta 5 năm Các người cho rằng anh ta chính là cửu ngũ trí tôn Đại nhân vật đó sao? Tô hoài Tôi biết anh đố kỵ tôi Ai kêu tôi sắp trở thành người thừa kế của Tô ra chứ? có trách thì trách anh không có năng lực vốn dĩ anh có thể ở dưới một người trên vạn người nhưng bây giờ anh chỉ có thể ở dưới chân tôi anh thật sự cho rằng ông cụ sẽ giao tô ra cho anh sao tất nhiên rồi tôi không sợ nói cho anh biết ông cụ sắp không ổn rồi yến tiệc hôm nay ông cụ sẽ tuyên bố người thừa kế tương lai tô ra là tôi từ nay trở đi tôi chính là sự tồn tại giữa vạn người còn tôi sẽ trở thành người phụ nữ duy nhất của Tô Công Tử. Cũng sẽ đứng trên vạn người. Liễu Huyền Phi có phải bây giờ cô hối hận rồi không? Tô Công Tử, đủ rồi. Giấc mơ của các người nên tỉnh rồi. Tô ra tới chúc mừng tiểu công chúa. Đặc biệt đem lễ vật tới. Đây là giới danh nghĩa của Tô Lão Gia, giấy chuyển nhượng tất cả tài sản, giá trị 3 vạn tỷ, Tô lão già đã ký tên, chuyển những thứ này cho tiểu thư. Ngoài ra ông cụ bảo tôi nói với cậu một câu. Tô quản gia ông làm gì vậy? Tô Duệ Uyên nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, nên hạ màn rồi. Nhiệm vụ Nhiệm vụ gì? Ha ha con hề. Tự tìm đường chết nếu không phải cậu giống con hề. Nhảy nhảy nhót nhót trước mặt tam thiếu gia. Để thiếu gia nhìn thấy, tô ra mà giao vào tay cậu chỉ có thất bại thảm hại. Sao ông ấy lại chuyển ý nhanh chóng như vậy? Tô quản gia. Ông nói cái gì? Lão gia để cậu tới Giang Lăng chỉ có một mục đích. Đó chính là đổi lại tam thiếu gia. Không thể nào, Ông cụ đã nói tôi chính là người thừa kế của Tô Gia. Đó là vì cậu nghe thiếu hai chữ. Người thừa kế Tô Gia. Con chó. Không thể nào. Chẳng nhẽ ông cụ quên những chuyện xúc mà anh ta từng làm sao. Tô quản gia tôi tin ông. Không thể để tên phế vật này quản Tô Gia. Tô Hoài bây giờ là người nắm quyền Tô Gia. Vậy chúng ta không có cơ hội lật chuyển rồi. Tôi sẽ không thua, sẽ không. Các người đều không tin tôi. Hôm nay Lý Chiến Thần tới rồi. Tôi sẽ vạch trần bản tính của anh ta ở trước mặt Lý Chiến Thần. Lý Lâm Phú người đại diện cho Điện Thiên Thần tới rồi. Chủ nhân thật sự sắp xuất hiện rồi. Chúng ta vẫn còn cơ hội. Hôm nay nhất định phải lật đổ tên phế vật. Tô gia đại công từ Tô Duệ Uyên bái kiến Lý Chiến Thần. Còn đứng ngơ ở đó đây là Lý Lâm Phú Chiến Thần Trấn Bắc Đại Sở. Có ông ấy ở đây, có người làm chủ đòi công đạo bắt tên Tô Hoài kia. Kéo súng vực thẳm, Lý Chiến Thần tại hạ, xin ông làm chủ công đạo, trả trong sạch cho Giang Lăng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hào Kinh Lý Chiến Thần gần đây Giang Lăng có quái vật gây loạn, tư lợi việc riêng, không chỉ. chính tay hại 800 tỷ sản nghiệp của tứ đại gia tộc chúng tôi, còn khiến các gia tộc Giang Lăng trong một đêm bị bàn sát. Ở đây tôi có bản ký bằng máu, đều là vì tên quái vật kia không chỉ như thế tên quái vật này không đặt thiên thần điện vào trong mắt không chỉ đánh sĩ quan dự bị của thiên thần điện còn làm loạn ở yến tiệc sinh nhật thiên kim điện chủ thiên thần đúng vậy tên phế vật này đáng chết cô thì sao cô có gì cần kiện không anh ta không chỉ cướp đi mất con của tôi còn cướp đi tất cả tiền tài sự nghiệp giàu có mà tôi tạo ra hôm nay tôi muốn kiện cùng mọi người tôi muốn mời lý chiến thần làm chủ công đạo cho chúng tôi nếu đã như vậy thì tôi không còn sự lựa chọn nào nữa thủ hạ Lý Lâm Phú kính chúc tiểu công chúa tuổi mới, đưa lên lễ vật. Lý Chiến Thần ông sao vậy? Tại sao lại? Đại Yến sinh nhật tiểu công chúa Linh Nhi, bây giờ có thể bắt đầu rồi, mời cậu lên ngồi. Thiên thần điện thượng vị. Anh thật sự là điện chủ thiên thần điện chủ. Nếu không thì sao? Bây giờ anh đã biết rồi, khoảng cách giữa anh là tôi anh cũng thấy rồi đó, khoảng cách như một hàng rào. Cho dù là 10 đời cũng không đủ. Đáng nhẽ tôi phải đoán ra từ lâu anh chính là điện chủ thiên thần điện. Tô Hoài tôi vẫn là con chó của anh. Vĩnh Viễn anh còn cần kiện tôi à? Không dám. Trong mắt anh thế nào là công đạo? Cái gì là công bằng? Tôi sai rồi. Công bằng công đạo đều ở trong không phải quyền lực có thể áp chế. Tô Công Tử Tô điện tử tôi xin anh tha cho tôi. Tôi có thể phục tùng làm châu làm ngựa cho anh. Thực ra các người đều sai rồi. Tôi không phải Tô Công Tử gì cả, cũng không phải Điện Chủ Thiên Thần. Vậy rốt cuộc anh là ai? Anh ấy là ai chẳng phải đã có người nói từ lâu rồi sao? Nam đầu tuyệt thế vô song. Điện chủ thiên thần điện. Tam thiếu gia Tô Gia chỉ là một cái tên. Chính xác anh ấy là Tô Hoài. Liễu gia dùng thời gian 3 năm, từ một nhà gia tài chưa tới trăm vạn trở thành gia tộc Giang Lăng. Cô vẫn thất ưu cho rằng tất cả thuộc về công lao của mình. Có năng lực kinh doanh xuất sắc sao? Không. Không phải. Cô luôn miệng nói chú ba chặn đứt tất cả của cô. Không biết mọi thứ về cô, nhưng mọi thứ liễu ra đều do cậu ấy cho. Chỉ là bây giờ cậu ấy muốn thu lại. Thì ra điện chủ thiên thần là anh ta. Không sao, chính vì như vậy, nói như thế, mộ đại thiếu gia và liễu ra các người là một đám ngu xuẩn. Tất cả những thứ liễu ra đạt được đều đến từ một người, là người thần bí đứng sau lưng các người mà các người lại không biết đúng là cực kỳ ngu mộ đại tiểu thư cô giúp tôi nói với mộ thiếu gia chút tôi đảm bảo về sau sẽ không bây giờ cô rõ chưa tôi hoài tôi hiểu rồi anh có thể cho tôi cơ hội của chúng không? ta làm lại từ đầu được không tôi thay đổi chú ý rồi tại sao bởi vì anh ta anh có biết tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường nếu như biết trước thân phận của anh hai chúng ta sẽ không như bây giờ cho dù như thế nào hai chúng ta ở với nhau nhiều năm như vậy tôi còn sinh cho anh một đứa con vẫn chưa đủ sao tô hoài còn cô ta chỉ thèm muốn thân phận của anh nếu không cô ta sẽ đứng ở đây sao nếu không sao có ta có thể can tâm tình nguyện chứ cô ta sẽ không liễu tiểu thư cô sai rồi tô hoài là tôi có ơn cứu mạng tôi gia nhập thiên thần điện trở thành đệ nhất đại sở mọi nỗ lực đều là vì anh ấy bởi vì tôi thề sẽ giải oan cho anh ấy. Tô Hoài không phải sát thủ gì cả. Ngược lại trong lòng tôi anh ấy là anh hùng. Một đại anh hùng. Linh Nhi chị phải đi. Rồi. Thực ra Linh Nhi rất cần cô. Cần cô ở bên. Đợi đã. Liễu huyền phi cô vẫn chưa biết Linh Nhi có thể hồi phục. Đều là vì mộ tiểu thư. Những năm này trong mắt cô chỉ có cô. Trước giờ chưa từng nghĩ tới, Linh Nhi có nhớ cô hay không? Cô nói tôi không hiểu cô nhưng cô có từng nghĩ tới. Chính vì tôi hiểu cô. Tôi tin cô hiểu cô nên mới bị. Những lời nói dối của cô lừa gạt. Liễu Huyền Phi cô vĩnh viễn là mẹ của Linh Nhi, nhưng vợ của tôi đã rời đi từ 3 năm trước rồi. Tô Hoài anh không thể đối xử với tôi như vậy, lần này tôi cầu xin anh có được không? Chúng ta lại ở bên nhau. Tôi xin anh có được không? Xin anh. Cô mơ quá xa rồi, còn tôi thì phải sống ở thực tại. cho bọn họ vào. Xin mời 800 quyền quý 13 tỉnh đại sở vào. Yến tiệc sinh nhật Tô Linh Nhi chính thức bắt đầu.